Ờ, rồi, Ở hôm nay thì sẽ có lịch ôn tập một cái buổi nguyên hàm các bạn nhé Đây cũng là cái buổi đầu tiên cho nó ôn tập về chương này đúng không? Thế như bạn kêu vần này các bạn, hôm nay thì ôn một buổi là xong hết luôn các bạn Ôn một buổi xong là 10 điểm Đi chơi với người yêu luôn <laughs> Đó, Bắt đầu đi em ơi, bắt đầu đi Có ừ, ừ. bạn bè đâu thì rủ nó vào đi đấy. Yếu nguyên hàm là mất tết đấy nha yeah. đâu thì nhìn thấy có mấy trăm tim này làm gì đã được mấy nghìn đâu thôi bắt đầu nhỉ bắt đầu thôi ờ phải đề tí thầy hướng dẫn các cách lấy sau nhá bạn nào gặp đây buổi đầu đừng quên trả thầy câu cái nào đấy để thầy nhìn thấy các em này và đông đủ chữa cho nó hay nhá yeah. <laughs> ít ít mà thầy chữa nó không ngay đâu, Đó, các bạn rủ cả dòng tộc qua đây để chúng ta bắt đầu chữa đề luôn, nha. tỏ nguyên hàm ăn tết nó mới ngon được các bạn ạ. <laughs> OK nhá, hello Obito này, chào phi long nha, hello thiên thần. Đó, các bạn phải thả tin và chia sẻ điều vào thì nó mới nhận được thông báo like của thầy nhá không là các bạn sẽ không nhận được thông báo like đâu. Ui, mai thầy nghỉ tết đi thế chưa mai thầy nghỉ tết thì đi tàn gái đi nơi rồi các bạn còn hỏi mai like không hôm nay buổi cuối rồi các bạn lúc thầy học xong thì thầy cho bọn nó ăn tết ắng rồi các bạn giờ còn kêu nguyên hèm thầy thầy các bạn kêu yếu quá nên thầy mới phải ra ngoài đây thì like thêm cho các em một buổi không là giờ này thầy đi chơi lâu rồi <laughs> ok nhá nên là hôm nay phải khô máu nhá học xong hôm nay thôi hôm nay học xong là giỏi luôn các bạn không cần phải thêm buổi nào nữa đâu được thầy nó học một buổi là giỏi luôn các bạn nhá hôm nay mình có 50 câu nguyên hàm luôn này, nha. đấy nhá thấy chưa tay quẩy khô máu 50 câu nguyên hàm luôn học xong cái này là đi tàn gái luôn được rồi các bạn không cần phải học nữa đâu nha mai gấp sách vở lên trường bảo em giỏi rồi không cần phải học nữa ok nhá rồi uh, thầy thấy còn thấy ít này bạn nào chơi chào thì chào này bên dưới đi để đông đủ chúng ta còn bắt đầu chữa đề chứ bạn đi em ơi <laughs> thế chào bảo như nhá đấy thả tim trước các kiểu cho nó rộn ràng lên này không là bị hỏng nút tim đấy nút tim mà bị hỏng là không ai yêu đâu để chưa? giỏi nguyên hàm mà hỏng tim là không ai yêu rồi <laughs> nhá giỏi nguyên hàm tim nó phải đi nhờ đập rộn ràng lên thì mới có người yêu chứ các bạn đúng không? Tết đến, đến nơi rồi. Đấy vừa giỏi nguyên hàm vừa kiếm người yêu đi chơi giao thừa chưa các bạn? Ok nhá. Thôi nhỉ. bạn nào hôm nay đồng ý chữa hết 50 câu với đây thì comment đồng ý bên dưới nhá. Đấy để thầy nhớ tên này, ông nào mà comment đồng ý xong mà nghỉ giữa chừng là 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 sang năm là không nhìn thấy like của thầy nữa đâu. Nhá. Yeah. <laughs> nào đồng ý quẩy hết 50 câu quên hàng ngày hôm nay thì comment chữ đồng ý giúp thầy bên dưới cái Để chúng ta cùng chữa đề này Nha, hôm nay chúng ta sẽ tổng kết luôn nhá Học một buổi ừ. thôi các bạn Một buổi là giỏi luôn nha Không cần phải buổi thứ hai đâu Được thầy chỉ học một buổi các bạn Nha <laughs> Đó, Ok nha, Văn Trọng đồng ý rồi này Duy Thịnh đồng ý này Tuấn Trần đồng ý này Bảo Nhi này Trung này Ok chưa? Vẫn còn hơi ít các bạn, còn hơi 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 ít nha. <laughs> Đấy, khi nào mà đủ số lượng thì bắt đầu chữa thôi. Đông đông thì chữa nó mới hay được các bạn. Nào ok chưa? Đấu nút tim vẫn còn ít lắm ạ, tim còn ít lắm. Đấy nha. Khi nào được nghìn tim thì bắt đầu chữa nha. Khi nào được nghìn tim bắt đầu chữa nha. Đấy, các bạn thả nhiều nhiều vào cho nó rộn ràng đây này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề. Phai đề các bạn cứ học đến cuối để hướng dẫn các bạn cách nhận phai đề với lại cách xem lại buổi học ngày hôm nay đầy đủ đồng ý không còn hôm nay thì mình cứ tập trung vào đây đã nha để thầy chữa đề Đấy chưa? chuẩn bị đến giờ đẹp rồi đấy các bạn chuẩn bị đến giờ đẹp chữa chữa đề rồi đây nha học hôm sau hôm nay là mai đi chơi tết luôn các bạn nha mai đi chơi tết luôn mai thì không dậy đâu mai thì đi tặng gái đến nơi rồi hôm nay dậy buổi cuối rồi nha lớp thầy thì cho nghỉ tết từ hôm qua rồi học xong nghỉ ăn rồi giờ vẫn còn kêu tuần sau dậy học <laughs> ok nhá học hôm nay là giỏi rồi học một buổi hôm nay là giỏi luôn không cần phải học nữa đâu nha ok nhá mai góp sách bỏ đi chơi tết luôn hay đề đây nhá nay mình có 50 câu đấy để chào các em nhìn rõ đề không nhỉ nếu mà nhìn thấy rõ đề thì comment chữ rõ bên dưới cái nào không lại nhìn thấy mờ mờ thì chữa cái gì đúng không Đấy, khi nào mà nhìn thấy rõ đề thì chữa nhá đề mà mờ là chưa chữa được đúng wow. không như rõ rồi này sang rõ rồi này anh trà rõ rồi này được chưa ừ. ok sao thầy vẫn thấy nó ở có mấy trăm tim ấy nhỉ các bạn thử thả tim vài lần nữa thầy cái nào xem nó có lên được một nghìn tim không cái Tìm tiếc yếu đuối này làm sao mà đủ chữa đề được nhỉ nãy giờ thì nhìn thấy có vài cái tim như này nha à. bạn thả đi để lâu nút tim nó bị hỏng đấy người yêu thì chưa có tim thì còn tiếc thả cái này làm sao mà có ai yêu được đâu thì thấy có một nghìn tim như này chưa được một nghìn đây này, này bạn thả thêm vào đấy để cho tình yêu nó phải nồng nàn lên chữa đề nó mới vào được chưa các bạn nha <laughs> yeah. không cần người yêu à đứa nào mà không cần người yêu là dối lòng đây các bạn tết đến nơi rồi đi chơi giao thừa mà đi một mình thì thà ở nhà đắp chăn ngủ còn hơn nha yeah. ít ra thì cũng phải uh, kiếm người yêu chọn đời chưa kiếm được thì kiếm người yêu thời vụ thôi đấy yêu chơi qua cái mùa uh, giao thừa cái nhá nguyên hàm giỏi rồi mà chưa kiếm được người yêu là cũng hơi buồn đấy tết đến nơi rồi thắm dần đi các thắm dần đi nhá về sau hôm nay đăng cái status đấy, mình là con người giỏi nguyên hàm cái ui đấy người yêu luôn quá đó nhá hôm nay sau hôm nay học xong là về đăng tút luôn nhá ai chờ người yêu đăng luôn đăng luôn là có người yêu luôn đấy nhá thôi đồng ý không em vừa chia tay người yêu á ôi thế thì học quên hàm xong lại kiếm người yêu mới lại hợp lý các bạn tín hiệu vũ trụ đấy <laughs> tín hiệu vũ trụ đấy nhá yeah. năm mới là cũng phải đổi người yêu mới còn gì nữa có bộ ăn tết thì kem lên trên web nhá kem lên trên web thì thế chấm vn nha đó được chưa? Đấy các em đọc hết ở đây đi, đọc hết cái phần đáng chú ý này này, nó sẽ có rất nhiều thứ mà các em cần thiết nhé. Hai cái mục các em cần quan tâm đấy là cái lớp luyện đề đây. Đấy, cái lớp luyện đề 8 điểm này, này các bạn này. Đấy, cái phần 8 điểm này là các em phải cày trước Tết này. Sau Tết là chúng ta tập trung vào cày đề 9 điểm. Trước Tết làm sao lấy 8 điểm trước. Thì trên lớp 8 điểm này chuẩn bị các em đầy đủ rồi các đề 8 điểm này, có đầy đủ cả file đề giải chi tiết và video chữa này. Đấy nhá. Ngoài ra có tất cả đề của các sở và trường chuyên rồi đề chính thức minh họa từ năm 17 đến năm 23 luôn. Được chưa? Đấy các bạn xem kỹ nha, thì chữa hết đề từ đề chính thức đến đề minh họa luôn các em này, có cả giải viết đầy đủ luôn. Nhá. Thì trước Tết các em cày cái đề này đi. Đấy, đây là đề 8 điểm thôi nha. Để cho các bạn có được cái nền tảng tốt. Cày làm sao được 8 điểm thì được. Đấy nha, bên dưới còn nhiều đề của sở giáo dục nữa. Được chưa? Đấy, cày phần nào yếu Yếu lý thuyết thì các em lại sang lớp chuyên đề đấy, lớp chuyên đề các em học yếu phần nào là cày lại phần đấy nhá được chưa một đến chín thì cày bên này vận dụng cao thì cày bên này vận dụng cao thì các em học trong lớp Đây, hàm số này đơn điệu hàm hợp cực trị hàm hợp này đấy thì yếu phần nào là các em cày lại phần đấy thôi là chọn ven cái tết luôn các em ạ thôi bắt đầu này bắt đầu này có con mình câu số 1 này để thầy chữa đề nhá không muộn mất nào nhìn kỹ này nguyên hàm của bột chia cho x thì cái này công thức những câu đầu tiên nó là nguyên hàm cơ bản thôi đó nhá có, có người đáp án từ câu số 1 nhá đấy hứa với nhau là phải có người đáp án xong thì thầy mới chữa nhá được chưa biết đáp án thì phải có một vài lần vào nhá chứ ngồi im là là dở rồi ngồi im là không giỏi được đâu nhá nào nguyên hàm một chia x bằng cái gì các em hôm nay sai thì không ai yêu là đúng rồi lên chị đối x nhá một d đây các em một d đồng ý nào sang câu hai đi em ơi sang câu hai đi nha Đấy, phải đề tí này hướng dẫn các bạn sau nha các bạn nào học đến hết 50 câu là có đề có hướng dẫn đầy đủ nhận đề với nhận uh, uh, xem video buổi ngày hôm nay chữa đầy đủ nhá đồng ý chưa Ui thầy trả uy tín thì các bạn thử gõ google xem giáo viên uy tín nhất việt nam là ai chắc chắn là thế top 1 luôn các bạn đấy thông tin các em cứ thử lên google các em gõ xem nha được chưa <laughs> ok sao có số hai đi em ơi đấy toàn những câu thể chết trong đề mấy năm gần đây mới nhất luôn này các nha hay là học là chúng luôn được chưa có cả đề hai ba nữa đấy các bạn xem làm nha nào có hai đi em ơi nguyên hàng của em với thì bằng chính nó này còn nguyên hàm của hai x thì bằng x bình thôi đúng không? Vậy tóm lại nguyên hàm của f(x) thì nó sẽ là bằng được nhờ em x cộng x bình cộng c vào cuối nhá. hai e đấy. Ok em ơi. Đồng ý này. Đấy nha, bạn đang làm đúng thì có nhiều rồi nhá, để thầy cho lên tivi luôn này. Được chưa? Trang 2E này chip 2A này ly lan 2A này hiếu 2A này bảo như 2A này nào sao có 3 em ơi sao có 3 đêm những bắt đầu khởi động nó phải mượt mà vào nhá con này là không được phép sai đâu nhá sai cục này thì toàn rồi đúng không nào có ba nào có ba nào với nào của trừ cốt làm cái gì các bạn nhỉ trừ cốt làm cái gì trừ cốt thì nó sẽ phải bằng cái gì game em nào Để chưa? nguyên làm trừ cốt nó phải bằng xin nhá. Đúng không? Ok không? Ờ, nhưng mà các để ý này. Ờ, câu này nó hỏi ngược một tí. Thực ra câu này hỏi đạo hàm đấy. Nào nhìn kỹ này. Nguyên hàm của Fx bằng trừ cốt x cộng C thì các em phải đạo hàm cái này đây. Nó ra cái lõi. Được chưa? Nhớ nhá. Thì Fx nó sẽ là bằng bằng đạo hàm của trừ cốt x cộng với C thôi. Được chưa? Nguyên hàm của Fx bằng từ cos cộng C này thì đạo hàm của về bên tay phải nó bằng cái lõi nha. nhớ chưa? Nhiều bạn cứ cắm mắt vào làm cô ba không biết. Đồng ý không? Có này nó hỏi F mà. Nguyên hàm của F bằng cái này, vậy thì đạo hàm cái này nó ra bằng F thôi. Nha. Vậy thì nguyên hàm của trừ cốt thì nó bằng cái gì các em nhỉ? Vậy làm trừ cốt bằng cái gì đây? Nào đạo hàm đi. Em của xin ra cốt đã của cốt ra trừ xin đúng không? Trừ cốt ra xin x nhá. Em chọn C đấy. Đồng ý chưa? 3C mì. 3C chứ. Ui, ừ, nhiều bạn chọn 3 a thế nhỉ. Thu hăng 3 a là về Trần Châu rồi. Được chưa? Lê Lan 3 a này về Trần Châu này. Ui biết ngay các bạn xài ngay cô bè 3 e sai nhiều lắm nhá. Có đây nó hỏi đạo hèm đấy các bạn phải đạo hàm đấy không phải hỏi nguyên hàm đâu nhắc lại một lần nữa này nguyên hàm của f bằng trừ cốt cộng c thì đạo hàm của trừ cốt cộng c nó ra cái lõi FX ấy đúng chưa bài này bài đạo hàm đấy các em ạ nó hỏi ngược một tí thôi đề chính rất năm hai này đấy các bạn trượt đề năm hai rồi nha thấy mà đòi giỏi nguyên hàm làm sao được <laughs> đạo hàm nhá đạo hàm nhá được chưa? Đạo hàm vế phải nó ra lõi ép Nhớ chưa? Đấy, bạn nào mà sai tự giác chia sẻ vài ba lần đi cho nó nhớ nha. Yeah. bác C ơi, ba C, bố đi. Đấy có bố biết là hỏi nguyên hàm này. Uốn hỏi nguyên hàm này. Chưa? Yeah. Nguyên hàm của FX DX thì nó sẽ bằng F lớn X thôi. Đúng chưa? Vậy thì các em thay F nhỏ x vào nó sẽ bằng nguyên hàm của x bình này trừ đi 3x. Được chưa? Trừ đi 3x cộng 1 trên x nha. Đây x này. Đó vậy thì các em tính nguyên hàm của từng cái một thôi. Nào. Nguyên hàm x bình nó sẽ ra rằng là bằng x mũ 3 trên 3 nha. Nguyên hàm của trừ 3x thì nó sẽ ra được là trừ đi 3x bình trên 2 đúng không? Công thức nguyên hàm cơ bản vẫn áp nó vào thôi nha. Còn 1 trên x thì nguyên hàm nó sẽ bằng cái gì các em? Bằng len của chị đối x đây. Cộng thêm c đâu nữa nhỉ? Cái nào đây các em? X mũ 3 chia 3 nhá. Trừ 3 phần 2x bình này. Cộng len chia đối cộng c thì 4a rồi. Đồng ý nhá. Cái chắc không ai nhầm đâu nhỉ? Không có 3 nhầm nhiều thôi đúng không? Ba để kỹ vào nhá. Có 3 không để chính thức năm 22 này. Đấy. Cho nguyên hàm nhưng thực tế lại hỏi đạo hàm. Nhá. Đánh kỹ và à, sao con 5 đi em ơi con năm đề nó ngoái này con năm đề nó ngoái các <laughs> bạn ok chưa thu hàng 4 a này trang 4 a này đấy nha những câu đầu tiên là nhất định phải làm đúng nhá đừng để làm sai nhá 50 câu mà 5 câu đầu làm sai thì nói chuyện gì nữa các bạn về lấy chồng luôn học hành gì tầm này nữa nào thì nguyên hàm đi nguyên hàm của fx này dx này thì thay fx cho thầy vào nó sẽ bằng nguyên hàm của cos x chữ x ấy. dx đúng không bằng cái gì đây em ơi nguyên hàm của cos x thì nó sẽ là bằng gì cơ nguyên hàm của cos x nó sẽ là bằng là bằng sin x này đúng chưa nguyên hàm của trừ x thì nó sẽ là bằng trừ dx bình trên hai thôi đừng quên cộng c đôi nữa nha để đáp số là câu nào đây em sin trừ x bình trên 2 cộng c này 5d các bạn nhé nào sang câu 6 đi em ơi sang câu 6 đi hôm nay buổi tổng ôn thôi lý thuyết thì các em xem trong lớp học trên đề nhá thì dạy lý thuyết phần này kỹ lắm rồi cái gì mà cơ bản thì thầy làm luôn thôi cái nào mà cần nhắc lại thì thầy sẽ nhắc nhá rồi ok rồi, nguyên hàng của FXD FX, nó sẽ ra được f lớn ít, đúng không các thay ép nhỏ x vào Nó sẽ bằng 4 chia cho x bình ấy Chia chia cốt bình ấy Nào Cái hàng số thì thầy đã dạy các bạn giữ nguyên rồi đúng không 4 thì giữ nguyên Nguyên hàng của 1 chia cốt bình bằng cái gì các em Nguyên hàng của 1 chia cốt bình bằng cái gì một chia cốt bình nguyên hàng nó phải bằng tang x đúng không Vậy thì thêm 4 đằng trước nữa thì nó sẽ là bằng 4 lần tang bốn lần ta x cộng c vào cuối nữa vậy thì câu này nó sẽ là đáp án nào nhỉ bốn tang cộng c ở đây nó hỏi một nguyên hàm thôi đúng không thì các em cho c bằng không nó ra đáp b này đúng chưa sáu e nhé ok đồng ý đấy để chờ bình thường nó là họ nguyên hàm đúng không em cho một thằng số c bất kỳ thì nó sẽ ra một nguyên hàm thế thôi nào sao câu số 7 này Câu 7 vẫn là đề 522 thôi Một đề nó có rất nhiều câu nguyên hàm nha Nào xem kỹ nào FLX bằng cô tang đúng không Là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây Nào ép lớn x Thì nó sẽ bằng nguyên hàm của F nhỏ x đúng không Vậy thì các phải rút ra cái F nhỏ x này Giống như bài vừa rồi ấy Đúng không? Giống như câu 3 các vừa làm ấy được chưa? ép nhỏ thì nó sẽ bằng đạo hàm của ép lớn x thôi. Được chưa? Nhớ nhá Đạo hàm cái bên ngoài nó bằng cái lõi của nguyên hàm này. Đạo hàm bên ngoài bằng cái lõi của nguyên hàm nhớ chưa? Rồi. Vậy thì ép lớn bằng cô tan thì chính là đạo hàm của cô tan x đấy kì. các Các em có nhớ đạo hàm cô tan cái gì không? Đạo hàm cô cái gì không? <laughs> Làm cô ta nó bằng trừ 1 chia sin bình nhá. Trừ 1 chia sin bình. Được chưa nhỉ? Vậy thì câu 7 các em phải chọn được là đáp án C nhá. Được chưa? Bạn nào quên đại hàm cô ta thì viết lại. Thế thôi. Nào sao có số 8 nào? Sao có số 8? Tập trung nhá. Đấy biết đáp án là phải comment luôn nhá, không là làm sai đấy. Được chưa? Văn Trọng 7C này, Lê Lan 7C này, Thu Hằng 7C này. Ok đấy, bắt đầu thấy mượt tay rồi đúng không? Nào sang câu 8 đi em. Câu 8 đi. Con này nó hỏi nguyên hàm thôi. Nguyên hàm của F nhỏ hết đi này. Thế thì không chất lại nữa nhá. Tính nguyên hàm của F đây này. Nguyên hàm của 1 thì nó là bằng x. Đúng chưa? Nguyên hàm của 1 chia cốt bình 2x bằng cái gì các em? Nào, nguyên hàm của hàm hợp. Nhắc lại một chút này. Nguyên hàng của 1 chia cho đi giờ. Tổng quát ấy Cốt bình AX cộng B. Đúng chưa? Thì nó bằng cái gì các Nó sẽ là bằng tang AX cộng B chia E. Đúng chưa? Nhớ nhé. Quyết hàng của 1 chia cốt bình. A x cộng B thì bằng tăng. A x cộng B chia E cái này cần dạy các bạn cái nguyên hàng và hàm hợp rồi đấy bạn nào mà quên thì nhớ lại như thế nhá để áp dụng ở đây thôi trừ game giữ nguyên này một chia cốt bình hai x thì nó sẽ là bằng bằng tang của hai x thôi và chia cho hai nhá là hệ số trước x ấy. đấy để chưa và đừng quên cộng với c ở cuối nữa nhá thì nó là x trừ đi tăng hết chia 2 cộng c 8 cơ ấy mươi đồng ý chưa bạn nào quên công thức kem chép phần này vào nha Cái dạy các bạn cái tiếp nhớ phần này rồi đấy một chia cốt bình A cộng B Thì bằng tan A cộng B chia cho E Được chưa <laughs> Nào sao có số 9 này Có 9 người ta hỏi mình đề sai nhá đề sai Đây đều là những cái nguyên hàm cơ bản thôi Nguyên hàm của một thì bằng X thì đúng rồi này B là đúng Nguyên hàm của không thì bằng hằng số C thì cũng đúng rồi này. Được chưa? 1 trên x bằng len trị đối x thì đúng rồi này. Chỉ có A là sai thôi game nhá. qua nó bị nhầm sang đạo hàm rồi đúng không? Đạo hàm x mũ alpha này bằng gì giờ? Alpha trên x mũ alpha trừ 1 còn đây là nguyên hàm thì nó phải bằng cái gì các em? x mũ alpha đi. Thì nó phải bằng x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 đúng không? C. Đấy, bạn nào quên công thức thì các em viết lại cho nó đúng nhá chị em ơi cái này dùng nãy giờ rồi Thôi <laughs> câu nào cần thì bấm thôi mấy câu cơ bản thì bấm gì tí thì bấm cho đằng sau mấy câu nó khó khó cơ mấy câu này toàn những nguyên hàm cơ bản dùng công thức được thì các bạn cứ dùng đi cái câu nào cũng bấm đến lúc đi thi vào phòng thi các em làm mấy câu khó làm sao được đúng không công thức mấy câu nguyên hàm cơ bản cũng nhớ thì mấy câu khó 8 cộng 9 cộng Các em làm, làm sao được lạm dụng máy tính quá nhiều khi nó bị quên công thức đấy nó không nhớ được đâu tí mấy câu khó thì dạy em cách bấm bấm một lần rồi là bấm được hết thôi hôm nay làm tay ở là trải nhanh gấp tỷ lần à? đúng không nào câu số 10 Câu số 10 nha đôi khi bạn hay bị lười quá ấy bạn nào câu mười này đố bạn làm đúng câu 10 luôn câu 10 mà đúng thì câu này xứng đáng có người yêu luôn quá nha nào câu 10 cho bạn chọn đây Mình đề nào đúng nhỉ mệnh nào đúng nhỉ nào được chưa câu này thì chắc chắn là các phải loại được câu d này loại được câu c này đúng chưa hai cái câu D là chắc chắn sai rồi đấy trẻ con cũng phải loại được hai câu này rồi đúng không trong cái bảng công thức nguyên hàm chỉ có câu a câu b nó gần gần đúng đấy đúng không câu a liên quan đến công thức nguyên hàm của hàng số trên với fx này đúng không thì đưa hằng số k ra ngoài nguyên hàm được nhưng k nó phải khác không được chưa k khác không nó mới đúng trong công thức này còn nếu k bằng không thì công thức này bị sai gọn nhá nhớ chưa đấy hằng số k được phép đưa ra ngoài nguyên hàm thì nó phải là một hàng số khác không và thuộc r nhé yeah. lưu ý kỹ thì e là một câu sai này chỉ có câu b là câu đúng thôi nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng hai nguyên hàm nhé ok chưa Đấy, thì lý thuyết các em học thực sự là cẩn thận vào thì nó sẽ phân biệt được câu a và câu b thôi nhé yeah. nào mình sang câu số 11 đi em ơi câu 11 nhé yeah. nguyên hàm của một trên x này thì nó bằng f lớn bài này thì nó lại hỏi cái gì, gì các bạn nhỉ nó hỏi đạo hàm đấy đồng ý chưa các có bình cả số câu đằng trước nữa nhá thì thấy, thấy một số bạn comment được một cái đáp án ấy thì làm sao mà thấy biết câu nào được đúng không đó nhìn nhau rủ nhau comment nhá chưa <laughs> quên hàm hàm ẩn hàm hơ bác Thực ra chả cách nào tốt hơn cách nào đâu Các em cứ học đầy đủ các cách thì Cách nào cũng như nhau nhé Được chưa Thầy thấy các bạn cứ Thằng học tự luận thì chửi ca sô Thằng học ca sâu thì chửi tự luận Nhưng mà thằng Mà nó giỏi cả hai cách thì nó ngồi im nó học Đấy Các em chọn cách nào thì chọn nhé Được chưa Có nhiều câu mà làm tự luận chả ối rồi ôi luôn Đúng không nhưng mà đến lúc nhiều câu khó và các em học bấm không thì nó cũng dở nên là mình cứ học đầy đủ nhá nào sang câu số 11 này sang câu 11 này các em ơi câu này thì nó gần giống như mấy câu trên đấy đó là các em phải tính gì nhỉ các em phải tính đạo hàm đấy đúng không đây này nhớ nhá đạo hàm với phải nó bằng cái lõi đấy chưa Nguyên hàm của 1 trên x thì nó bằng f lớn cộng c. Vậy đa hàm f lớn cộng c bằng cái lõi. Đúng không? F lớn cộng c tất cả đạo hàm này bằng 1 trên x. Đúng không? Đấy đạo hàm cả đống này nó bằng cái lõi nha. Vậy thì lúc này này, cái hàng số c đạo hàm nó bằng 0 rồi thì bỏ đi. Thì nó sẽ tương đương với f lớn đạo hàm bằng 1 trên x thôi, dễ chưa? Đây, Nhẩm nhanh con này ra C nhá đấy thực ra đáp án nó ở trong cái này rồi này nhìn thì dễ thôi nhưng mà nhiều bạn vẫn làm sai câu 11 luôn ấy nào 11 ok cả chưa nếu 11 ok rồi thì có một ok đây bên dưới cái nào nhá Rồi Xịn luôn đúng không xịn luôn 11 C nhá ui đứa nào chọn 11 D đấy thế thì nấu này thì nghe đã thấy uh, toàn rồi đấy nhá mười một phải c chứ đúng không Mình chọn D là về chăn trâu rồi mười một c mới. c nhá kiểm tra kỹ lại vào đấy mấy câu đầu toàn mấy câu cơ bản là giúp bạn nhắc lại công thức rồi còn tầm khoảng mấy câu giữa giữa thì sẽ cho các em vận dụng nhiều hơn Tầm khoảng 20 câu đầu là nhắc lại Toàn học vừa học vừa nhắc lại công thức cho game đấy Nên là Quên công thức nào thì phải chép lại nhá Đặc biệt là nhớ là chia sẻ like về Thì nó sẽ nhớ gấp 10 lần Nha <laughs> Nào Tốt sang câu số 12 đi em ấy học xong ngày hôm nay là có người yêu luôn đấy Để trả về đăng tốt luôn nhá chờ Đảm bảo các em luôn đang tốt hôm nay, sau hôm nay giỏi nguyên hàm đang tốt cái là về có người yêu luôn. Nhá. Yeah. Chạy KPI giao thừa đi còn gì nữa. <laughs> Nào có 12D em ơi, có 12D. Đấy. Làm phát đi chơi giao thừa cho nó bùng cháy quá. Bạn bè anh em, người thân bố mẹ trầm trồ. <laughs> nhưng mà phải giỏi nguyên hàm nhá phải giỏi nguyên hàm nhá chứ người yêu thấy mà giờ rốt nguyên hàm mà giao thừa rủ đi chơi chia tay luôn trời bởi gì người hàm chưa giỏi đòi rủ đi chơi đúng không nhớ nhá về sau hôm nay các bạn nữ hỏi thử các bạn nam xem nhá để chưa hỏi xem giỏi nguyên hàm chưa nhá chưa là phải rủ vào học lại với thầy đề không mà chia tay luôn còn học hành gì đúng không nha đấy nhớ nha nào có 12 đi còn nó không tác vào nó không chịu học thì đổi người yêu mới luôn nha mình không thể yêu một con người lười biếng như vậy được quá bạn ạ nhà thì phải được uh, ít ra phải được một người các bạn một đứa lười một đứa chăm các không, không? không đứa nào đi làm <laughs> nhở hợp lý đấy chia nhau ra đi làm chứ còn gì nữa nào câu 12 này 50 câu thì chia nhau ra đứa 25 câu đầu đứa 25 câu cuối cột vào 50 câu chỉ bài cho nhau là hợp lý luôn nhớ nha đấy để chưa về tranh thủ kiếm luôn chia bài tập về nhà luôn các bạn nào có 12 đi em ơi khẳng định nào sau đây là đúng này ép lớn là nguyên hàng của ép nhỏ em lớn là nguyên hàng của em nhỏ nha thì đạo hàng web lớn bằng em nhỏ 12 phải là e nha cao <laughs> nhìn cái dấu phẩy đây không đấy có nhỉ rồi 13 đi 13 đi Ui thầy nói giả thật luôn các bạn thử hỏi Google xem nhá thầy giáo uy tín nhất Việt Nam luôn các bạn tra Google là thấy luôn đấy nha còn mà không thấy thì chứng tỏ là máy của các bạn nó bị hỏng đấy nha nào sao có 13 này sao 13 này nguyên hàm của x trừ một x bình ấy thì cam tách ra thành uh, hiệu h các nguyên hàm đó nào để này nó chưa có dạng cơ bản đâu cam tách ra thành hiệu hai cái nguyên hàm nó sẽ ra dạng cơ bản này nào x chia cho x bình bằng cái gì kia x chia x bình bằng 1 trên x nhá, trừ một trên x bình, đấy đúng chưa? để để như thế này này, thì nó hơi khó nhìn đúng không? Nhưng mà các em lấy tử các em chia mẫu này, tách thành hiệu hai nguyên hàm cái là nó ra công thức luôn gì nữa. Nào nhớ chưa? Một trên x nguyên hàm bằng cái gì em? Đúng rồi, lên chị đối x nhá, trừ một trên x bình thì nguyên hàm nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Bằng cộng 1 trên x đúng rồi đấy Ok cộng c nữa Vậy thì chuẩn luôn đáp án nó phải là 13 là b 13b các bạn nha. 13b đúng rồi Đáp 14 này Đáp 14 này Để chào các bạn có đáp án nhiều lên nhá Biết đáp án nhớ comment nhé Ngồi im là thấy ghét không đấy ngồi im là không bao giờ nhìn thấy like của thầy một lần nào nữa đâu nhớ đấy nha yeah. nào có 14 này đấy học yeah. mà ngồi im là chia tay luôn không <laughs> nào bốn này 14 này quý hàng của len bằng một trên x là sai rồi nó bị ngược đúng không được chưa Quên nào mà cốt ra trừ xin đúng cho em nhỉ? Các bạn nào mà nhớ nguyên hàm thì nó khó quá các cứ thử đạo hàm ngược lại xem. Đạo hàm của xin nó ra ra cốt Vì đạo hàm của trừ xin nó ra trừ cốt mới đúng này. B sai này. Đúng chưa? Nguyên hàm của a mũ x thì phải bằng a mũ x chia len a mới đúng. C cũng sai đốt, chỉ có câu D là đúng thôi. Được chưa? Nguyên hàm của xin ra trừ cốt này. Được chưa? Bạn nào quên thì cái đạo hàm ngược lại. Đại hàm của cốt ra trừ sin Thì đại hàm của trừ cốt ra sin thì đúng rồi nha Đấy Đại hàm của cốt nó ra cái lõi này Đúng không được chưa Đạo hàm nó ra đúng cái lõi bên trong ấy Thì nó là đúng Đấy Nếu mà thấy nguyên hàm nó lâu quá khó quá Thì cứ đạo hàm thử xem Nha 14D nha Đồng ý đấy 15 đi em ơi 15 đi Nào em lớn nick này bằng 3 chia căn x cộng với x mũ 18 ấy, thì nguyên hàm nó bằng nhiêu nhỉ nào tập trung này bạn nhớ lại những nguyên hàm cơ bản đi cái này dùng hai cái thôi đúng không đầu tiên là nguyên hàm của bạn nhớ nguyên hàm của gì nhỉ một chia căn x không đấy thì thầy dạy kem này công thức nhớ một chia căn x nó hơi lâu thì các em nhớ cái nguyên hàm của một chia cho hai căn x ấy thì nó bằng căn x đúng không cộng với c như này đấy được chưa vì đại hàm của căn x thì bằng một chia hai căn mà đúng không đó thì nguyên hàm của một chia hai căn x thì nó bằng căn x như này nó dễ nhớ này đấy được chưa ok nha ok vậy thì chỗ chỗ này các nhân hai và hai vế đúng chưa nhân hai và hai vế này này các bạn này tính nguyên hàm của một chia căn x nó bằng hai căn x đây Đúng không? Bằng 2 căn x cộng c thôi. Được chưa? Đấy, bạn nào mà quên thì các em chép công thức này vào nhá. Thì hằng số 3 giữ nguyên này. Một chia căn x thì nguyên hàng nó bằng 2 căn x nhá. Chỉ 3/2 căn x thôi. Được chưa? Cộng cái x cũng 2018 này ai anh biết rồi. Bằng x mũ 2019 này. Chia cho 2019 đúng không? Cộng c. Và làm gọn đi nhá. Thì nó sẽ ra được là bằng 6 căn x Cộng với lại x mũ 2019 này Thấy cho 2019 Cộng c đuôi nữa nhé Thì con này phải chọn D các bạn nhé 15 câu ra D chưa Đấy Để chết nhỉ 15 câu là nhớ lại ý, Cơ số công thức nguyên hàm cơ bản rồi đấy Các làm 15 câu này là vừa làm vừa chép lại Câu nào mà quên thì viết lại vài lần nữa nhá Thấy chưa Để đằng sau làm nhiều câu khó hơn chứ Đúng không cho các em tầm khoảng hai chục câu đầu là toàn những cái công thức trong sách giáo khoa đấy chúng ta mà chưa nhớ thì phải làm nhiều lên thôi để khi nào nó nhớ rồi thì mới bắt đầu làm được nhiều câu khó hơn nào lên 16 này để chưa mười sáu nhá nguyên hàng của ba cốt trừ đi ba mũi x này các bạn này nguyên hàng của bằng cái gì đây, các em bằng cái gì đây Ăn số thì giữ nguyên nhá. Ba giữ nguyên này. Nguyên hàm của cốt bằng cái gì? Bạn nào mà không nhớ nguyên hàm của cốt với xin nó hơi bị loạn ấy thì các cứ nhớ cái gì đạo hàm ra cốt. Đúng không? Thì câu trả lời là xin thôi. Đúng không? Đấy, cái gì đạo hàm ra cốt thì câu trả lời là xin x. Thế thôi, thì nó là ba xin nhá. Trừ đi này. 3 mũ x thì nguyên hàm của nó sẽ là bằng 3 mũ x lên 3 nhá. và cộng với C Ở cuối. Đúng chưa? Công thức trong bài này bạn nào quên thì gấp nhớ lại này. Nguyên hàm của cos x dx thì nó bằng sin C đúng không? Còn nguyên hàm của e mũ x dx thì bằng e mũ x chia ln cộng với C nhá. Đó, bài này dùng hai công thức này nhá. Vậy thì các em ra được đáp án nào đó nhỉ? 3 sin trừ đi 3 mũ x chia ln 3 cộng C thì con phải chọn B này. 16 b nhá các bạn nhé. Thiên 16b rồi này, Trang 16b rồi Kim Anh 16b rồi này, Quỳnh này, Trang này, Hiếu này, Lan này, Tuyện Lan 15e này, giờ còn ở 15 à? Sang 16d em ơi, sang 16d tăng tốc lên nhá <laughs> ok 67 đi nào các em 67 đi. Sắp hết nguyên hàm cơ bản rồi đấy Chuẩn bị đến vận dụng rồi Nào 17 này Nào Nguyên hàm của 5 mũ hai x đúng không Cái này là nguyên hàm hàm hợp rồi đấy Để chưa Các con nhớ cái, cái chuyển từ nguyên hàm sang hàm hợp không Nguyên hàm của gì nhỉ E mũ Kx cộng B đi đi thì nó sẽ bằng cái gì các em nhỉ bằng e mũ này kx cộng b này chia cho ln này và đừng quên nhân với một chia k nữa các bạn nhá cộng c đó bài toán này nó chuyển từ công thức bên trên xuống bên dưới ấy. các bạn có nhớ cái công thức tương tự thì đã dạy các em trong mục lý thuyết không Phần này, này đây đây đúng không các em thay x thành kx cộng b đúng không thì đây nó là k cộng b này len a này giữ nguyên này kết quả kem nhân thêm một trên k nữa thế chưa thế thôi thì các em học lý thuyết phần này chắc chắn rồi thì công thức nó cũng nhớ đơn giản thôi thì học chắc tầm khoảng chục cái công thức đi mà nó cũng không nhiều đâu nó nhiều hơn loga một tí đấy còn vận dụng nhiều nó sẽ quen và nhớ thôi và để áp dụng vào đây nhá nguyên hàng của năm mũ 2 x này thì nó bằng 5 mũ 2x này chia cho len 5 này đừng quên nhân thêm 1 trên k đó là 1 phần 2 đấy k này số chữ x đấy cộng thêm c đây nữa các nhé đồng ý chưa đáng nào các em nhỉ đáng nào đây 5 mũ 2x thì nó là bằng 25 đấy bằng 25 mũ x đi bằng 25 mũ x chia cho 2 len 5 cộng c này được chưa 25 mũ x chia 2 lên 5 cộng c thì 17 các em phải chọn đàn e nhé ok chưa rồi thu 17 a này Đấy, học lái không dám có thì làm sao mà giỏi được vâng wow. cái câu này hoàn toàn cơ bản đấy nhá không cần dùng máy tính đâu nào mà bấm câu này chấp các bạn dùng 10 máy tính luôn sao mà ăn được để chưa ý nữa mấy câu tầm khó khó ấy, thì thầy dạy các em bấm sau nhé bây giờ thì chúng ta cứ làm tay đầy đủ đã vì cái phần cái mục tiêu của tầm khoảng tài liệu tầm khoảng 20 25 câu đầu thì cho các em ấy là để học thuộc vào nhiều công thức nên các bạn nên làm tay và làm thuần tí tự luận thôi nha tí nữa các em sang những công nguyên hàm nó dài cả nửa trang giấy ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ áp máy tính vào nhưng mà trên cơ sở là những công thức cơ bản là các em phải nhớ hết đã cứ làm dụng quá là các bạn bị quên hết công thức đấy nó không nhớ được cái gì đâu Sang mấy câu khó là dụng luôn nha năm mươi tám nào tập trung này tập trung này để chờ sau này giỏi nguyên hàm thì uh, nhớ tết lì xì cho thầy thế đi nhá để chờ đấy các có, có có mình hứa đi để thầy còn chữa tiếp đi này đấy nhá trốn đi chơi với người yêu ở nhà livestream cho các bạn giỏi nguyên hàm đấy vừa đây vừa đây vừa đây sau hôm nay mà giỏi nguyên hàm là nhớ tết lì xì cho thầy nhá nhớ chưa Thế yeah. à? còn gì nữa à? mười tám này mười tám này thầy không có người yêu đâu mà sợ ơ à, ừ, cái thằng trung này thì bờ lóc luôn đi giờ chứ lại bờ lóc luôn đi nói ra cái bí mật này trước bản dân thiên hạ là ăn bờ lóc bây giờ Ừ, thực sự <laughs> nào có 18 nào cô 18 ngân hàng của tang bình bằng cái gì đây quá đố các em biết ngân hàng của tang bình bằng cái gì nha ngân hàng của Tàng bình bằng cái gì đây các em bình bằng cái gì nào chốt đi chốt đi chốt đi câu này không nhiều bạn nhớ được công thức của nó đâu Quân hàng của ta bình ích bằng cái gì các bạn nhỉ? <laughs> em chuyển cái tang bình cho em nhớ thức tang bình nó bằng cái gì không nào để chưa tang bình cộng 1 thì nó sẽ là bằng bằng một chia cốt bình đúng không để chưa đấy vậy thì cái, tan bình này nó sẽ là bằng gì nhỉ bằng một chia cốt bình trừ một như này đúng chưa đó khi mà để cái tang bình thì nó hơi khó nhớ đúng không nhưng chuyển về một chia cốt bình trừ một là ngon luôn đấy công thức trong bài này các phải nhớ nhá đó là gì nhở tang bình cộng một nó bằng một chia cốt bình ấy em rút cái tang bình ra là xong thế vào nhá xong rồi vậy một chia cốt bình thì nguyên hàm là bằng cái gì các nhỉ là nguyên hàm lượng giác này bằng cái gì một chia cốt bình với nguyên hàm bằng tan x thì đúng rồi. Nguyên hàm của trừ 1 nó ra trừ x nhé. Cộng c và cuối nữa. Vậy kết quả nó là tan x trừ x cộng c. 18 các em chọn rồi là tan e thôi. Đồng ý. Nha. Xem 19 này. Xem 19. Nguyên hàm của fx này. Bằng x mũ 3 chia 3 cộng e x cộng c. Bài này thực chất là nó hỏi hỏi đạo hàm đấy các bạn đúng rồi đạo hàm cái vế bên tay phải này này nó bằng cái lõi F nhớ chưa đạo hàm vế phải bằng lõi fx nhá các rút fx ra bằng x mũ ba chia ba này cộng e mũ x cộng c tất cả đạo hàm nhớ chưa nguyên hàm của f bằng vế phải thì đạo hàm vế phải bằng cái lõi f nhớ nhá đừng quên nhá nào Nguyên hàm x đạo hàm cái này bằng cái gì các em? đạo hàm x 3 trên 3 thì nó sẽ ra bậc bằng x bình. Đúng chưa? Đạo hàm của x thì bằng chính nó nhá. Đạo hàm của hàng số C thì bằng 0 rồi. Vậy kết quả nó phải bằng là x bình cộng e x đấy. Đấy. Được chưa? Thế là các phải đề phòng nhá. Làm từ nãy giờ bị lừa nhiều phải khôn lên nhá. Có câu gì? Nó cho nguyên hàm nhưng thực chất là là lại là, là phải làm đạo hàm đúng không nào sang câu 20 đi em ơi 20 cũng vậy này 20 nó cho nguyên hàm của f bằng vế phải thì đạo hàm vế phải bằng f vậy thì thực chất là fx này bằng đạo hàm vế phải là đạo hàm của 1 trên x cộng len x cộng c được chưa nào đạo hàm từng từng cái một đi em ơi Đạo hàm của 1 trên x bằng cái gì đây các em? Bằng trừ 1 trên x bình đúng rồi đây Hay làm nguyên hàm nhiều Đạo hàm lại quên hết luôn Nào đạo hàm của ln bằng gì nhở? Đạo hàm của ln bằng gì? Đạo hàm của ln bằng 1 trên x Được chưa? Đạo hàm số c bằng 0 rồi thì thôi Vậy thì nó sẽ phải ra bằng cái gì đây các bạn? Bằng cái gì đấy? Trừ 1 trên x bình Ok kìa À, cái này quy đồng lên quy đồng lên quy đồng lên đúng chưa mẫu chung là x bình ấy. đúng không vậy thì nó sẽ là x trừ một chia x bình quy đồng lên nha cái này chọn b này các bạn này đấy ẩn sâu chưa ok nha yeah, nhìn kỹ vào nha quỳ soi người yêu thì tình lắm mỗi cái đáp án đấy soi nhầm <laughs> Ok á Các bạn lại bị hỏng tim rồi à Thì chữa đến câu 20 rồi lại bị hỏng tim rồi. Đấy rồi có người yêu đi chơi giao thừa Đáng. thế nhỉ Nào ok chưa Đấy các bạn phải cho thầy nhìn thấy tim của các bạn đi Tim nó còn đập thì mới có người yêu được chứ Đấy nhá vừa học vừa, vừa 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 chấm 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 vào cái màn hình ý đấy cho nó đỡ buồn ngủ các bạn, chân tay nó phải hoạt động đi, ngồi im làm sao mà có tình yêu được các bạn? Đấy nha, Thầy mà có con gái thì thầy... thấy mà là con gái thì cũng không bao giờ thấy yêu những cái đứa nào mà chỉ ngồi im đâu các bạn, đúng không? Đấy rủ nhau đi chơi mà ngồi im thì yêu đương làm cái gì? Thì thật sự luôn, đúng không? Các bạn, uh, bạn nào con gái uh, xác nhận giúp thầy cả nha. Nhiều đứa nào dù đi chơi mà lại ngồi im thì phải chia tay luôn kiểu đường gì đúng không à, để bảo là sai đi đấy nguyễn thảo xác nhận nhá đấy tất cả các bạn con trai là phải đi nhở con gái xác nhận xong là con trai là phải thực hiện thực hành luôn đi các bạn thực hành luôn được chưa đó chúng ta có một cái đó, nơi vô cùng xịn để học tập đó các em biết cái chỗ để học tập chưa đó và sau này các em còn được xem lại những cái buổi live và lấy tài liệu ở đấy này thì các em sẽ biết được chỗ lấy file đề đó nhá để bạn nào mà chưa biết thì con mình chưa rất thời cái nào để thầy nhắc nhanh trong một phút thôi để mình chữa tiếp không làm mất nhiều thời gian các em đâu nhá đấy bạn nào mà chưa biết cách lấy file đề ở đâu thì sau like các em lên ngay cái web này đi em gõ google nó ra luôn đấy ba chữ v kép này Đấy, và cái website thầy thế vn Đấy, đây là website học tập đẹp trai nhất hành tinh mà các em chưa biết chứng tỏ là các bạn hơi yếu đuối luôn để chưa đó tất cả mọi thứ thì để hết trên đây cho các em luôn rồi nè nhá nên là các em để ý này để chưa bạn nào mà chưa biết web này thì sau này các em lên đây ngay luôn đi nhá tất cả mọi thứ thì để hết trên đây cho các bạn rồi đó Được chưa thì lưu ý này Đấy trên cái web này nó có cái gì các bạn nhìn ở đây Nhá yeah. Đó Thì các em sẽ lên trên web thì các em sẽ thấy được cái giao diện ở đây chưa Thì ở đầu này thì thường là thầy sẽ để cái lịch học cho các em này Đó Thì một số cái thì các em có thể là xem cái giao diện chung nhá Lịch học thì hôm nay thì ôn tập nguyên hàm tích phân cho các em đúng không Đấy các em sẽ xem được cái lịch học à, chuẩn này Đấy, bên này nó là một số cái thông tin thêm, các em có thể đọc thêm nhá. Về giới thiệu uh, thầy dạy uh, từ bao lâu rồi này. Đấy, để chưa? Đó nhá. Thứ hai đó là những cái bảng điểm và kết quả của các bạn khóa trước. Và bên dưới đó là một số cái thông tin về lớp học của các bạn này. Bạn nào muốn đăng ký lớp học thì các em click vào những cái bên dưới này thì sẽ có người tư vấn cho các em đầy đủ đấy nhá. Ok. Ở bên dưới này các em sẽ thấy một số kênh hỗ trợ chưa? thì các em nhìn cái kênh đỏ đỏ này thì sau này like ngày mai nhá nhớ nhá đấy sau ngày mai các em lên trên đây là chúng ta sẽ có được được chưa đấy nhớ nhá sau ngày mai các em lên đây là sẽ thấy được luôn video của buổi học ngày hôm nay kèm với tay đề nhá được chưa đó còn mọi thắc mắc thì các em có thể liên hệ thầy thêm qua một số cái kênh ở bên cạnh ở bên đây thì nó sẽ có cái phần học thử này đấy được chưa bạn nào mà yếu một số cái phần này thì các em có thể lên đây để ôn tập thêm nhé. Đó thì ngày mai thì cũng áp lên lên trên cái mục học thử ở bên này nữa cho các bạn. Đó các em tự mò thêm nhé. Các em kích vào phần học thử này, chỗ này, này này. Thì lớp 12 thì kích vào đây. Lớp 11 thì kích bên này. Được chưa? Còn bên dưới đó là những cái khóa học uh, có phí thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Bên này nó là lớp chuyên đề này. Được chưa? Bên này là lớp luyện đề. Lớp chuyên đề thì thầy dạy hết các bạn đầy đủ các chuyên đề đấy. Các em kích ở đây thì nó sẽ thấy được các chuyên đề nhá Ok chưa lớp luyện đề thì chúng ta sẽ được luyện tầm khoảng trăm đề đó từ đề 8 điểm này đến đề 9 điểm này và đến những cái đề của sở giáo dục của trường chuyên mới nhất mấy năm nay thầy còn tặng thêm với các em những đề đánh giá lực này đấy thì những cái phần này thì các em cứ tham khảo thêm vào đây nhé để chưa đó thì việc còn lại là các em tự xem thôi thấy lớp học hợp thì các bạn mình nhắn tin thì sẽ có người tư vấn cho các bạn đấy cái mục uh, tư vấn lớp học ở chỗ này này họ thế thôi còn lại thì tất cả mọi thứ này để hết trên đấy rồi, các bạn tự lên xem nhé. Đó, hết hết thời gian để giới thiệu rồi. Đấy, mọi thứ thì các em cứ lên trên cái uh, địa chỉ này. Sau la là, là chúng ta sẽ thấy nhá. file đề thì các bạn nhớ ngày mai lên trên uh, cái kênh đỏ đỏ nhá. Để chúng ta có thể là nhận được file đề với lại học lại buổi học ngày hôm nay. Câu số 21 đi em ơi. Câu số 21 đi. Đó, bạn có mình câu 21 chưa nhỉ? Để thấy chữ đề nào. Hằng 21C này Trang 21C này Hiền 21C này Nào Ê nhá Những câu như câu 21 này này Thì có hai cách làm Một là tự luận hay là bấm máy Tự luận các phải nhân hết nó ra đấy Tự luận các nhân hết ra rồi lấy nguyên hàm thôi Nó là những nguyên hàm của hàm lũy thừa ấy mà Đúng không X bình nhân x thì nó sẽ ra được là x 3 này để chưa Cộng bao nhiêu đây các nhỉ à, Cộng với lại x bình nhân nhân 1 thì nó sẽ ra được x bình này trừ đi 3 x nhân với x thì nó ra trừ đi 3 x bình thôi trừ 3 x này đấy và các em làm gọn đi nhá nó sẽ ra được là x mũ 3 nhỉ trừ đi 2 x bình trừ 3 x thôi đó sau khi nhân hết ra rồi các em lấy nguyên hẹp từng cái biểu thức này một thì nó sẽ ra được đáp số nhá nào nguyên hàm x mũ 3 nó phải ra được là bằng x mũ 4 trên 4 này trừ 2 giữ nguyên đúng không Để tóm lại nhá nguyên hàng của fxdx này thì viết tắt nhá bằng này x mũ bốn trên bốn này được chưa trừ hai giữ nguyên nhá nguyên hàng của x bình nó bằng cái gì các bạn x bình thì nguyên hàng nó bằng x mũ ba trên 3 đúng rồi đấy được chưa từ đi 3 giữ nguyên này nhân với lại nguyên hàng của x thì nó sẽ ra được là bằng x bình trên 2 đúng rồi đấy đúng chưa đừng quên cộng C cuối nữa nha Thế tóm lại kết quả là bằng cái gì các em x mũ 4 trên 4 này trừ 2 phần 3 x mũ 3 này trừ 3 phần 2 x bình này và cộng với C con này chọn đáp án C nha 21 cộng có ra C chưa Ok câu này các bạn có cần thầy hướng dẫn thêm cách bấm không nhỉ thôi câu 22 rồi bấm nhá 22 nó cũng gần gần như câu 21 này câu này làm tay nó cũng nhanh hơn bấm mà đúng không tí thì, thì bấm câu 22 nhá 21 22 là tương tự mà. Thì câu này chúng ta làm theo hai cách đi. Em thử nhân cái này ra xem nào bằng bao nhiêu đây. Nào. Em nhân x cộng 1 x cộng 2 x cộng 3 bằng bao nhiêu các em ơi? Cái này lớp thầy thì các em đã học cách nhân bằng máy rồi đấy. Đúng không? X cộng 1 nhân x cộng 2 này, nhân x cộng 3 này. Và CLC 1000 vào đúng không? Đấy, bạn nào mà học xong lớp của thầy rồi thì chúng ta sẽ biết cách nhân bằng máy tính rồi. Thì các em sẽ đọc được kết quả luôn đấy. 006 là 6 này. Được chưa? Cái này là cộng với 11 x này. Được chưa? Đó, 006 thì đây là cộng với 6x bình này. Cộng x mũ 3 nữa. Đó. Tóm lại là sau khi nhân hết nó ra thì nó sẽ ra được là x mũ 3 cộng 6x bình cộng 11 x cộng 6 nha. Được chưa? Đấy, bạn nào biết thêm được cái cách dùng máy tính để nhân những cái biểu thức này vào thì nó sẽ nhanh hơn một tí. Đỡ phải làm tay. Ok chưa? Đến đây rồi các em lấy nguyên hàm thôi. Nguyên hàm của FXX này. Thì nó sẽ bằng lần lượt cái gì các bạn nhỉ? X mũ 3 thì nguyên hàm bằng x mũ 4 trên 4 nhá. em à. Cái này nó hỏi là F lớn đúng không? F lớn là nguyên hàm với nhỏ thì đúng rồi. Với x mũ 3 nguyên hàm đúng x mũ 4 trên 4 chưa? 6 thì giữ nguyên này. Nguyên hàm của x bình thì nó sẽ ra được là bằng bằng x mũ 3 trên 3. Đúng chưa? Rồi 11 thì giữ nguyên gọn nhá. Nguyên hàng của X thì nó bằng X bình trên 2. Và nguyên hàng của 6 nó ra được là 6X này cộng cờ vào cuối nữa. Và các em làm gọn đi thì nó sẽ thành được là X mũ 4 trên 4 này. 6 chia 3 thì còn lại cộng 2X mũ 3 thôi. 11 trên 2 thì giữ nguyên này. X bình. Cộng lên là 6X cộng C nhá Đáp nào các em? Câu này nó phải là đáp án C này đấy là làm tay cũng khá là nhanh đúng không cách hai thì bấm thì chúng ta có nhớ cái biểu thức bấm không nhỉ đấy bạn nào mà chưa với cách bấm thì các em xem ở trên video nhá nó sẽ có được cái video hướng dẫn đầy đủ hơn cái này thì bấm nhanh thôi ờ, cách bấm thì các em phải nhớ là cái d trên dx này của gì nhỉ nào nhớ này d trên dx của đáp án tại à, x ở đây các em lấy x bằng 2 đi nó thuộc tập xác định được mà là kem trừ df nhỏ x nó phải bằng không hoặc là bằng 10 mũ âm cũng được thì là đúng nhé. còn khác không thì là sai được chưa đấy các em khoanh tròn biểu thức bấm máy tính vào nhá à nào chưa biết cách bấm đi các em khoanh tròn biểu thức này vào nó là cách bấm chung cho tất cả các dạng nguyên hàm đấy nếu người ta hỏi nguyên hàm như này nhá ok chưa thì con này thì thực hành luôn thôi game này ví dụ nhá qua bấm d trên x này các em ví dụ các em kiểm tra đàn e đi thì thành nhập ra e vào nhé d trên x này phân số là x mũ bốn trên bốn đấy thấy chưa trừ đi sáu x mũ ba cái d trên x á các em bấm phím shift với lại cái phím s dài dài này bên trên có cái chữ d trên x shift cũng phím này nhé cái lớp 11 học đạo hàm các cũng bấm rồi mà đúng không Đấy ok nhá à, Cộng với lại 11 phần 2 này X bình đúng không Trừ đi 6x này C thì thôi bỏ đi nhá C không cần nhập đâu các bạn C không cần nhập nhá Được chưa Đẩy sang thì các em bấm mũi tên đẩy sang này Tại bằng 2 Và các em trừ đi F Fx đây các em nhập nguyên C nó vào là x cộng 1 này Nhân x cộng 2 này Nhân x cộng 3 Được chưa Nhớ là đạo cái này x bằng 2 này thì trước khi bấm bằng thì các em bấm CLC đấy bằng hai vào nhé hai cái x này với x này phải đồng nhất với nhau này chờ các có thể thay bất kỳ một x khác mà nhé ba được bốn cũng được miễn thuộc tập xác định là được nhé thì nhập xong rồi thì bấm CLC tại hai mà thôi bấm bằng này đấy các em thấy câu A nó ra ở 108 chưa nó khác không thì câu A các em loại này. Tương tự câu B với câu C các em tự thử nhé Thì thử câu C luôn cho các em cái gì đẩy sang thôi này Bấm mũi tên đẩy sang trái các em sửa nhé Sửa câu C này các em sửa mũi cái chỗ này rồi này Một phần x mũ 4 trên 4 đúng rồi này Cái này là cộng 2x mũ 3 đúng không Các em xóa âm 6 đi Đổi thành cộng 2 Đấy. Cộng 11 phần 2x bình thì đúng rồi này Cái này là cộng 6x thì các em đổi đây thành Từ hình cộng này Đấy thế thôi Các em sửa đa thành đa C nó giống hết là được à, Bây giờ lại C C lại hai vào thôi bằng này đó nó ra bằng 0 ở 10 mũ âm thì đúng nhá bằng 0 ở 10, 10, mũ âm thì đúng này thấy chưa thấy đâu ok chưa nhỉ đấy là câu 22 nhé các nhá nếu mà câu này hiểu cả rồi thì có một ok ở bên dưới cái nào để chúng ta cùng sang câu tiếp theo nhá cách này nó có thể dùng cho mọi câu khác luôn đấy nhá em bấm được câu này thì tất cả các câu khác em đều bấm được hết thì mà. <laughs> Còn bài nhân kiểu gì á cái đấy thì thầy không thể nói luôn trong live được ạ nó là cái phần bổ sung của lớp học cơ cái này mà nếu mà nó là những cái câu ở ngoài nó hơi dài các em chưa học qua cái này thì các em phải nhân tay thôi nhá chứ bây giờ mà thầy nhắc cái đấy các bạn cũng không hiểu đâu đó nói luôn các em sẽ không hiểu được trong lớp học thì nó có cái phần này dùng máy tính để bổ sung nhân chia đa thức các kiểu ấy thì các em xem trong lớp học nó có cái đấy còn các em chưa học cái đấy thì các em tự nhận bằng tay thôi nha nào hai ba đi em ơi hai ba đi hai ca ba à, hai ca năm ha hai ca năm về đăng ký học cùng hai ca sáu luôn các bạn đăng ký uh, tạo độ khó cho game đi em Ui lớp thầy đầy 2k5 thi lại luôn Nha <laughs> Về thi thử chơi đặt em tí cho vui game Nào sang 23 này các bạn này Xe ba này F phải bằng 3 trừ đi 5 cốt nhá Được chưa F tại 0 bằng 5 thì cái này các bạn hiểu đơn giản là F nhỏ nó sẽ bằng nguyên hàm của F phẩy nhá. Bằng nguyên hàm của F phẩy đấy Được chưa? F lớn thì bằng nguyên hàm của F nhỏ. Còn F nhỏ bằng nguyên hàm của F phẩy. Được chưa? Vậy các tính nguyên hàm của F phẩy đi. F phẩy thay đây nó bằng 3 x 5 x nhá. Từ 5 cốt. Từ x này. Nào. Nguyên hàm của 3 thì bằng 3 x nhá. Được chưa? trừ đi này nguyên hàm của 5 cốt nhỉ 5 cốt đấy thì nó sẽ là bằng năm gì game âm năm giữ nguyên này nguyên hàm cốt thì bằng sin nữa thì nó là trừ đi 5 sin này cộng c đúng chưa nguyên hàm của trừ năm cốt ra trừ năm sin nhá thế đấy, nhưng bài này các em cần tìm thêm bằng số c nữa vì người ta cho cái f nhỏ tại không bằng năm này này có bài người ta thêm một cái đó. giả thiết này để tìm c mà em tại không bằng 5 thì các em rút c ra bằng mấy đấy c mấy là thay đây x không đây này nó sẽ ra được là 3 nhân với 0 này trừ đi 5 nhân với sin 0 được chưa cộng c nó bằng 5 nhé sin không thì nó sẽ là bằng 0 luôn không rồi thì c được 5 kia okay. Đấy, thay ngược C lên trên này ra kết quả cuối cùng nào. 3x trừ đi 5 sin cộng 5. Này chọn D nhá. 23 các em có ra D chưa? Đồng ý đấy. Sai tư nào. Đầu chưa thuộc công thức thì cứ làm chậm thôi. Khi nào nhớ công thức thì bắt đầu tăng tốc làm nhanh dần lên. Thôi bấm một câu thôi, câu sau thì các bạn bấm tương tự đi. Câu nào làm tay nhanh thì làm tay thì bấm làm gì có ai hay, hay làm tay lâu lâu thì, thì mới bấm thôi chứ còn câu nào mà làm tay nhanh thì cứ tay mà chiến đi kia hai tư nhá hai nha bạn nào mà muốn học nhiều câu bấm hơn ấy, thì các em có muốn thầy chỉ cho các bạn học chỗ bấm nguyên hàm đâu không đây có một chỗ mà các em chưa biết này các bạn biết cái chỗ học bấm nguyên hàm ở đâu chưa nếu mà chưa thì có mình chữ chưa này thì nhắc nhanh các bạn hai giây luôn là các em nhớ chỗ này bí mật đấy nhá chỉ nói các bạn trong ngày hôm nay thôi hôm sau thì không nói đâu để ý này đấy được chưa các bạn toàn follow mấy cái kênh gì mấy kênh học tập của thầy thì không thấy follow đấy bạn nào mà chưa follow kênh các follow đi các bạn nhìn thấy bên, bên bên dưới chưa bao nhiêu cái chỗ bổ ích các bạn kéo sang bên chỗ này này đấy nhìn thấy cái gì chưa đấy nhá Thấy cái phần uh, nguyên hàm tích phân chưa? Kích vào đấy Đó, sau này phải đi học đêm luôn đi Nha Đó, chỗ đấy thì sẽ có hướng dẫn Bấm thêm nhiều câu nữa Nha Thôi, uh, nhắc vậy rồi Còn lại thì lớn rồi Tự tìm nốt Nha Rồi, sai tư nào? Sai tư nào? F lớn là nguyên hàm của F nhỏ Được chưa? Thì tính F lớn thôi À, tính cái thằng F lớn x đi lnx nha thì bằng nguyên hàng của sin của f nhỏ xx này và f nhỏ và nó bằng nguyên hàng của sin x trừ cos x nha Đấy. tính ra bằng bao nhiêu đây nguyên hàng của sin nó sẽ bằng trừ cốt này còn nguyên hàng của trừ cốt nó ra trừ sin thôi đúng chưa cộng thêm c đây nữa nhá À, biết F lớn tại Pi trên 4 bằng 0 à? Thì để tìm C đấy. F lớn tại Pi trên 4 bằng 0. Thì tương đương nhá. Em thay x bằng P 4 đây các bạn này. Nó ra cái gì đây? Ra gì đây? <laughs> nó sẽ ra được là cốt của trừ bị cốt của pin 4 đúng không? Cốt pin 4 nó bằng căn 2 trên 2. Thế là trừ đi căn 2 trên 2 này. Sin của pin 4 nó cũng bằng căn 2 trên 2 các ạ Đây nó trừ căn 2 trên 2 cộng với c này các bạn này bằng không nhá từ đó kem rút ra được thôi cộng vào với nhau thì nó sẽ ra được là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ <laughs> thì nó sẽ là được là c bằng căn hai đấy các bạn ạ ừ c bằng căn hai đấy nhá thấy ngược lên trên thì nó sẽ ra là trừ cốt trừ sin cộng căn hai phải chọn c nhé hai tư các em ra c chưa Đồng ý nhá. Ok, giới được nửa đề đấy con. Nào sai năm này. Năm này trong đề năm 22. Nhá. Yeah. Để biết luôn lúc đầu like có mấy ông thề học hết 50 câu xong. Giờ lại trốn đi chơi người yêu luôn được. Này là thề mõm rồi các bạn ạ. Và những con người thề mõm thôi. Mai gọi là 2K6 thề mõm. <laughs> thầy xong lại bỏ thầy đi chơi người yêu là dở rồi thế mà đầu này đòi hứa hay lắm nè hay lắm nha yeah. <laughs> nào uh, f phẩy bằng mười hai bình cộng hai nhá F lớn là nguyên hàm của F nhỏ Thỏa mãn F lớn tại 0 bằng Khi đó F lớn tại bột đồng bao nhiêu Đó Được chưa Bài này các em này phải để tính nguyên hàm hai lần đi các bạn ạ Nguyên hàm hai lần đấy Đây này em tính F nhỏ x đi Thì nó sẽ bằng nguyên hàm của F phẩy x đi Đúng chưa Tương đương nha Tương đương nha thì chỗ này nó sẽ là cái gì các nhỉ tương đương với lại um, f nhỏ x này uh, nó bằng nguyên hàm của 12 x bình nguyên hàm của 12 x bình thì nó sẽ là bằng 12 nhân x mũ 3 trên 3 12 trên 3 còn 4 thôi vậy thì nó là bằng 4 x mũ 3 này được chưa cộng với nguyên hàm của 2 thì nó bằng 2 x nhá cộng với c nữa ok người ta cho thêm f nhỏ tại 1 bằng 3 để tìm cái hằng số c đấy các bạn thì tương đương các em thay một đây này 4 nhá cộng 2 cộng với c bằng 3 thì tương đương các em rút ra c bằng mấy nhỉ 3 trừ 6 nó ra âm 3 đấy c bằng âm 3 nha thay lên đây có f nhỏ x này thì lúc này các em mới có được f lớn x nhá. thực ra ở đây các em dùng tích phân cho nó nhanh bạn nào mà đỉnh hơn thì tí sẽ dạy qua một chút được chưa đến đây rồi các em sẽ nên dùng tích phân nó sẽ tốt hơn ở đề bài người ta bảo là gì nhỉ? F nhỏ x này. F lớn x này nó sẽ bằng nguyên hàm của F nhỏ x đi nha. Đấy. Bình thường là em tính nguyên hàm của F nhỏ ra F lớn đúng không? Thế cái F lớn tại không vào nó mới ra được cái hằng số. T. Sau đó thì các em mới tính được cái F lớn tại 1. Làm như vậy nó hơi lâu. Bài này thì đỉnh cấp hơn các em sẽ dùng cái tích phân. Đó là tích phân từ mấy nhỉ? Từ 0 đến 1 của f nhỏ x dx ấy. Thì nó sẽ bằng f lớn tại 1 trừ đi f lớn tại 0 này. Đó. Và đến bây giờ rồi các em mới rút ra được, được cái f lớn tại 1 ấy. Nó sẽ bằng f lớn tại 0 cộng với tích phân từ 0 đến 1 của f nhỏ x dx. Cái này làm trên cái cơ sở là các em đã học tích phân rồi nhé. Còn chưa học tích phân thì các em sẽ phải tính nguyên hàm f nhỏ ra tìm hàng số C tiếp dựa vào cái F lớn tại 0 bằng 2 này sau đó mới tính được cái F lớn tại 1 đúng không còn khi học tích phân rồi thì các em làm như này luôn nhé để đây ném máy tính nó bấm cho đúng chưa F lớn tại 0 bằng mấy nhỉ bằng 2 cộng với tích phân này F nhỏ các em thay vào nó bằng 4x mũ 3 nhé cộng với 2x này cộng hàng số C là 3 này và cận cam cho chạy từ 0 đến 1 nữa là đẹp đấy. Ok chưa? Qua wow, nhanh gọn luôn, bằng 1 các bạn nhé. Bằng 1. Vậy thì F lớn tại 1 bằng một đấy các bạn. Làm như này nó sẽ chính xác hơn nhiều. Đúng không? Thế là câu 25 nhá. Nếu câu 25 các em hiểu cả rồi thì có chữ đỉnh dưới bên dưới cái nhờ Đó. Để chúng ta cùng sang câu tiếp theo là câu 26 nhá. Câu tìm FF như này thì các bạn nên kết hợp giữa cái tích phân vào nó sẽ nhanh hơn một chút. <laughs> mấy câu này hố cột cái gì các bạn ừ. cột ở trong cái phần nguyên hàm từng phần cơ câu này là gì hố cột các em đứa nào chưa đỉnh bờ luôn bây giờ lại chỉ có lại những người chỉ có một đỉnh thôi đúng rồi đấy nha yeah. <laughs> Nguyễn Hiền đúng không? Bờ lóc luôn nhá. Ferry 1910 này, bờ lóc luôn này. Đấy. À chỉ còn lại toàn những người comment chữ đỉnh thôi, vỗ tay cái quá, này còn chữ tiếp này. <laughs> Là 26 nào xa 26 F lớn là nguyên hàm của F nhỏ này Đấy câu này lại tương tự như câu 25 ấy Em cũng phải à. Nhưng mà câu này nó dễ một lần Đúng không Bình thường nếu mà chưa học tích phân Thì các em sẽ phải tìm F lớn x này Bằng nguyên hàm của F nhỏ x dx này Đúng không Chẳng chưa Ok nha đó Mà người ta lại cho cái gì các bạn nhỉ Cho F lớn tại 1 bằng 8 Và cho F lớn tại 0 bằng 1 Bình thường các phải tìm nguyên hàm ra này Sau đó thì mới có F lớn đích Và thay uh, Có hai cái ẩn số bài này có ẩn số M với ẩn số C đấy hai này để tìm cả M cả C Các em mới tìm được F lớn đích Được chưa Ok nhé Bên này chắc phải làm tay thôi các bạn Có tham số M thì làm tay trước đi nào tính nguyên hàm của f nhỏ x đi các em, Đây f nhỏ đây này, với hàng từng đứa một nhé. 4x mũ 3 này. Cộng với 2 nhân với m trừ 1 nhân x. Cộng m cộng 5 nhé. M cộng 5. Đồng ý chưa? Đi này. Nào. Nó bằng cái gì đây các em? Bằng cái gì đấy? Nguyên hàm 4x mũ 3 thì nó sẽ ra được là bằng. Bằng x mũ 4. Đúng chưa? Nguyên hàng của 2 nhân m 1x thì nó sẽ là bằng m 1x bình. Đúng chưa? Hằng số m cộng 5 thì nguyên hàm của nó sẽ là bằng m cộng 5 nhân x. Đấy thì suy đích như thế này. Đừng quên cộng hằng số c ở cuối nữa nhé. Hai cái này để em tìm m với c đấy. F lớn tại 1 bằng 8. Và F lớn tại 0 bằng 1. Cái này ra luôn C này. Thay không đây ra C. Được chưa? Ra C 1 luôn anh em nhé. Và thay ngược lên trên này này. Thì nó sẽ ra được. Gì nhỉ? Thay mỗi x1 đây nhé. Thì nó sẽ ra 1 này. Cộng với m trừ 1 này. Cộng với m cộng 5 này. Được chưa? Cộng C là cộng 1 nha các em nhé. Bằng 8. Được chưa? C lớn thay 1 đây này các bạn này. Đó. Và từ đó các em lại rút ra m. m mấy đấy Nào. 5 này cộng 2 là 7 này, 7 trừ một con 6 thôi. Ờ, 8 trừ đi 6 thì nó sẽ ra được là bằng uh, 2. Bằng 2 con bạn nhé. À đúng rồi. 2m nó mới bằng 2 thì m bằng 1 thôi, đúng rồi đúng rồi. Đấy. Chỗ này Hơi tâm linh tí các bạn. Không sao Thế M1 đây thì các em sẽ ra mấy nhỉ? Vậy thì F lớn nó phải là bằng x mũ 4 này. Cộng với lại 6x cộng C. Đúng không? Đây chọn B này các bạn này. Đó nhé. Ok, thay M nhỏ 1 vào nhé. C 1 vào thì ra có B thôi. 26B đây các em. Thay 7 nhé. Ok, trừ ngay hai á gì đạo khoanh đâu nhẩm thử với các bạn tí thôi xem các bạn có chọn được đáp án đúng không thôi gì mà căng ấy nhỉ đấy nhá thầy uh, các bạn uh, gì nhỉ thầy làm sai chẳng ai trừ điểm đâu các bạn làm sai là điểm vận ngay vào người luôn <laughs> hay vậy nào game. đấy Nên là các em để ý nhá Các bạn không đua được với thầy đâu Thầy làm sai thì làm gì có ai trừ điểm Nhưng mà các bạn làm sai là có người trừ điểm luôn Thì làm sao mà đua đòi được Nào 27 đi em ơi 27 đi Đẹp trai cộng ngay 0.2 á à? <laughs> Nào 27 này 27 này ép nhỏ nhá bằng A x cộng b chia x bình ép lớn là nguyên hàng của ép nhỏ vậy tính ép lớn đi ép lớn x này bằng nguyên hàng của A x cộng b chia x bình nha lúc đầu chưa thuộc công thức thì cứ làm chậm chậm thôi để nhớ với thuộc công thức đã nào nguyên hàng của A x thì nó sẽ là bằng A x bình trên hai nhá Cộng hàng số B em giữ nguyên này Nguyên hàng của 1 chiếc x bình bằng cái gì các em 1 chiếc x bình nguyên hàng nó bằng trừ 1 chiếc x nha Tức là B nhân đến 1 chiếc x nha. Cộng theo hàng số C nữa Đấy mà người ta cho 3 cái F này nè Để tìm A, tìm B và tìm C đấy các em Đấy chưa F lớn tại âm 1 này Bằng 1 nhá F lớn tại 1 bằng 4 này. Được chưa nhỉ? Và F nhỏ tại 1 bằng 0 các bạn ạ. Vậy thì các em giải cái hệ này ra thì nó sẽ tương đương được cái gì đây? Nào. F nhỏ tại 1 bằng 0 các em thay trước đi. Thì nó sẽ là A cộng B bằng 0 đúng không? A cộng B bằng 0. Được chưa? F lớn tại 1 này các bạn này. Các em thay đây nhá. Nó sẽ ra được là là A trên 2 Đúng chưa? A trên 2 trừ đi B cộng C. Đấy bằng 4 này. Và cái uh, cuối cùng thay uh, F. Thay thay X của 1 đây nhá Thì nó vẫn ra được 2 A trên 2. Nhưng cái này là gì nhỉ? Cộng B cộng C đấy. Bằng 1. hệ 3 trình 3 ẩn nhé. tính tìm A, B, C cái. NU913 nhá 0,5 này. 1 này, 1 này, 1 này 0.5 nhé Trừ 1 này 1 này, 4 này 1 này, 1 này 0, 0 Được chưa? Được chưa nhỉ? Phía dưới cuối cùng bấm đúng chưa? Bấm nhanh quá nhiều khi không nhìn thấy Đúng rồi đấy Nha. Vậy thì các em sẽ tìm được A bằng 3 phần 2 nhé B bằng âm 3 phần 2 này và C bằng 7 phần 4. Đó. Và B C khen thay được trực tiếp đây nó ra F lớn đây Nào. Thì nó sẽ phải ra được là bằng 3 phần 4 x bình này. 3 phần 4 x bình các em loại D với loại C nhá Nào. Thay B mình có 3 phần 2 vào đây này. Thì nó sẽ phải là gì nhỉ? Nó cộng 3 phần 3 chia cho 2 x. Cộng 3 chia 2 x thì câu này nó là đoạn E rồi. C là 7,4 thay đây. Thay 7 ra được E Thay A, B, C vào thôi. 28 nào. 28. Tập trung này. <laughs> F lớn là một nguyên hàm của F nhỏ nhá Biết F lớn tại 4 cộng với là F lớn tại 2 bằng 30. Tính P bằng F lớn tại 5 cộng với là F lớn tại 1. Nhé. Bài này nếu mà làm theo nguyên hàm ấy thì nó sẽ có hai cái hàm số C. Còn bài này nếu mà làm theo tích phân ấy thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Thì gợi ý của em cách một này. Để chưa? Để ý kỹ thầy một chút xíu nha. À đâu? Câu này thì thầy hay làm theo tích phân hơn. Thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Đó là các em kể thầy cái trục này này em gắn nó thì tầm khoảng 5 cái đầu mút vào đó bé nhất thì nó là một này con này rồi đến 2 để cho rồi đến ba này rồi đến bốn rồi, rồi đến năm nhớ tại ba nó ngăn cách cái bích thành hai cái hàm khác nhau này đó thì ba nó sẽ ngăn ra thì nó sẽ có được những cái khoảng liên tục từ 1 đến 2 và 1 đến 5 này các em này. Đó thì lúc này nhá, Cách 1 thì câu này thầy hay tính theo tích phân hơn. Do F lớn x này bằng nguyên hàm của F nhỏ x đấy. Đúng chưa? Đó thì lúc này này nếu mà các em làm theo tích phân ý, thì nó sẽ nhanh hơn một chút đó là các em chia tích phân từ 1 đến 2 của F nhỏ x đấy. Nó sẽ bằng F lớn tại mấy nhỉ? F lớn tại 2 và trừ đi F lớn tại 1. Đúng không? Ok nha. Tương tự này Em lấy tích phân từ 4 đến 5 đi Của em nhỏ x đấy ấy. Thì nó đúng là bằng F lớn tại 5 Chứ F lớn tại 4 chưa Và đến đây này Các em muốn ra được f lớn tại 5 Cộng với f lớn tại 1 ấy, Thì khả năng nó là Các em sẽ phải trừ về cho nhau đi đúng không Trừ về cho nhau đi Nhá. Các em lấy cái này là số 2 này Các em trừ cho số 1 Nó sẽ tương đương với này 2 trừ 1 nhé Thì cái tích phân này này 4 đến 5 Có F nhỏ x đích này Được chưa? Trừ đi tích phân từ 1 đến 2 Có F nhỏ x đích này Bằng nha F lớn tại 5 này Trừ F lớn tại 1 đúng không? Trừ trừ là cộng nhé Được chưa? Cái này này trừ F lớn tại 4 này Trừ F lớn tại 2 đúng không Thì trừ đi cái mở ngoặc ra F lớn tại 4 này Đúng chưa Cộng F lớn tại 2 Đó Và câu hỏi là các em đang cần tìm cái này hai tích phân này các em bấm máy tính được không Cái tổng này đề bài cho bằng bằng 30 Đấy Thì làm như này nó sẽ nhanh nhất Tính như này hai tích phân từ 1 đến 2 và 4 đến 5 trừ nhau đi thì nó ra cái tổng bấm là cái này nhá nào đầu tiên là các em tính là cái tích phân từ 4 đến 5 trước 4 đến 5 là lớn hơn 3 này gọn này 4 5 lớn hơn 3 cái phải thay hàng bên trên vào nhé đó là 2x cộng 1 đấy cận chỗ này các em thay cho thầy từ 4 đến 5 vào là sao đấy ra f lớn tích phân thứ nhất trừ đi tích phân thứ hai này nhìn vào cái cận từ 1 đến 2 1 đến 2 là nó nhỏ hơn 3 chưa nhỏ 3 thì ép nhỏ cái phải thay bằng cái hàm bị dưới vào nhé đấy là lý do mà các em cần vẽ cái trục này này để nhìn được những khoảng liên tục để lấy tích phân nhé 3x bình đấy, trừ đi 8x cộng 5 này và các em cho nó chạy từ bấy từ chỗ này từ 1 đến 2 nhé đến 2 ok chưa đó các em lấy tổng hai tích phân này nhé các em lấy tích phân này này trừ đi à, cộng với cái tổng này đúng không cộng 30 cộng 30 ra cái tổng này chưa nhé đấy ok chưa vậy thì nó sẽ ra được cái f tại 5 này cộng f tại một bằng bốn đấy nó rất nhanh gọn và sạch sẽ nha bạn nhé đỡ phải tìm tìm c tìm đầu bút các kiểu nó hơi lâu nhé câu này các em chọn là nè chưa đó câu này là đỉnh cấp thì em làm như vậy còn nếu mà tự luận em xem trong lớp uh, lý thuyết nhé có lớp mình thiết để chữa các em tự luận uh, theo mấy cách các bạn rồi đây. Đúng không? Con này phải tìm nguyên hàm F nhỏ này. Rồi thay cái cái đó. Và đây để tìm hằng số C này. Sau đó mới tính được F tại 5 này. Rồi tính F tại 1 này. Rồi cộng với nhau. Thì nó cũng ra nó lâu hơn một chút. nhé. Yeah. Được chưa? Ok chưa? Về cách tự làm lại cách thứ hai làm theo nguyên hàm nhé. Đó là tính uh, nguyên hàm của F nhỏ này. Đấy. Được chưa? Rồi thay cái thằng uh, số đây để tìm cái uh, hàng số cụ thể. Sau đó thì mới tính được cái, cái tổng này. F tại 5 cụ thể ra, F tại 1 cụ thể ra. Cái này là cái dạng mà có hai hàng số C ấy mà. Đây là dạng hai hàng số đấy. hơi lâu một chút. Nha. Sai chỉ em ơi. Anh nó bắt đầu một số câu liên quan đến uh, nguyên hàm của hàm phân thức ấy. <laughs> làm theo tích phân thì không cần tìm C luôn Thầy hay làm theo cách mà vừa chữa game ấy Hôm nay tổng côn rồi nên cách nào nhanh thì làm thôi Còn cách nào chậm chậm thì các em xem trong lớp chuyên đề đầy đủ nhé Chuyên đề để chữa game rất là kỹ đầy đủ các cách ra Và phân biệt lúc nào làm cách nào lúc nào làm cách kia ấy Đây này Bạn nào mấy, nếu các em tự lên web em xem lớp lý thuyết nhé thì chữa lớp lý thuyết rất là kỹ cho kem rồi đấy Đấy chưa Lớp lý thuyết thì các em học trên lớp chuyên đề Chuyên đề dạy các bạn đầy đủ cả Cơ bản với vận dụng cao rồi Với hàm tích phân thì kem xem ở đây Cơ bản này Hàm hợp này, đổi biến này, hữu tỷ này Lượng giác này, từng phần này Đấy, các bạn xem ở đây nha Đấy chưa Thì nó sẽ có đầy đủ các buổi học Nha Ok chưa nhỉ có chín nhắc lại lý thuyết một chút nhé. Nó là nguyên hàng của dạng 1 chia 2 cộng B. Đấy. đấy. Bạn nào vừa hỏi hàm hợp đây đây. Nguyên hàm hàm hợp đây này. Công thức phần này nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Bằng len của chị đối ác cộng B chia A nha. C đôi đúng không? Đấy. Bạn nào quên công thức này kem chép nó vào nhá để chưa? Cái này thì thầy dạy qua cách nhớ rồi đúng không? Nó phát từ nguyên hàng 1 trên x ấy chứ đừng học thuộc nhé thầy cũng không học thuộc công thức này đâu mà nhớ thì các em nhớ từ nguyên hàm của một trên x đi nhớ là học thuộc cái này này bằng len của chị đối x rồi các em suy ra công thức bên dưới này đúng không từ một trên x thì phát triển lên một trên x cộng b thế thôi đúng không thay x thành a cộng b này kết quả nhân thêm một trên e vào nữa ok chứng minh xong rồi thì các em áp dụng thôi nhé nhìn vào đây thì ra nào nhỉ len của chị đối 5 x 2 và chia cho 5 nữa con này là b nhé 29 b thôi dùng công thức áp dụng luôn 30 này 30 30 là cho thêm điều kiện để phá trị đối đấy các em phải hiểu nó cho từng cái gì để làm gì nhé nào 30 áp dụng vào bằng cái gì đây nguyên hàm của f nhỏ đây này nó sẽ là bằng bằng led của trị đối 1 trừ đi 2x và chia cho âm 2 cộng c đúng không do x nhỏ hơn 1 phần 2 thì cái 1 trừ x nó dương hay âm các okay? em x nhỏ 1 phần 2 thì 1 trừ x nó dương nhớ nhá Được chưa? X nhỏ 1 phần 2 thì 1 trừ x nó dương. <laughs> Đấy thì cái kép phá chữ đối ra. Thì len của trị đối 1 chữ x nó chính là bằng 1 chữ x luôn. Được chưa? Đó và kết quả lúc này nó sẽ là bằng cái gì các bạn nhỉ? Trừ 1 phần 2 len 1 chữ x cộng c. Đang nguyên là b các nhé. Đồng ý chưa? Có <laughs> mấy câu này mà mình tính gối bạn sai luôn Câu này cao số nhiều bạn về chăn trâu luôn đấy Nhớ là câu này không bấm nha Không bấm đâu Có một số cái bẫy mà kem học nhiều Kem sẽ hiểu được Kem nhìn phát kem biết luôn À câu này nó cho kiểu này là Là nó bẫy cái gì có này cho vào để bẫy máy tính đây các bạn câu này nhiều bạn bấm là về chân vịt đấy nhá mà em thi á mà em thi thì hôm nay học đi còn gì nữa em học đi nó giỏi luôn nhá ôn em được 30 câu gì nữa đấy còn 20 câu nữa làm nốt làm nốt là mai đi thi 10 điểm luôn nhá nào 31 đi em ơi 31 đi cần tết rồi tinh thần học tập của các em hơi kém ý nhỉ bình thường thì nay đông lắm các bạn nhưng mà sau dạo này các bạn bị lười học đi thật đấy dạo này tinh thần các bạn bị lười ý. không biết thầy tự nhủ với lòng rằng là sau tết chắc là các bạn chăm hơn đoán vậy <laughs> dặn với lòng là giờ các bạn còn đang chơi Tết sau Tết chắc là chăm hơn <laughs> nào có 31 này à, ok, các bạn nhớ cái này là dạng bậc 1 chia bậc 1 phương pháp đó là chia đa thức đúng không bạn nào mà chia thì chia còn không thì các em nhớ về cái cách thêm bớt ấy bạn nào đỉnh Đấy, đẹp trai như thầy thì thêm bớt đó là 6x các em đưa về là gì nhỉ 6x trừ 2 đó và cộng với 4 này chia cho 3x 1 đúng không à, các em uh, thêm bớt với âm 2 vào ấy thì âm cái dương 2 này các tách vào bằng âm 2 cộng 4 đó đấy chỉ giữ nguyên thôi đúng không cần chưa thì các em gom thì cụm 6x 2 chia cho 3x 1 vào ấy thì nó còn 2 thôi đúng không cộng 14 chia cho 3 1 đấy đấy tối thiểu các phải đưa được về như này em lấy bạn nào mà không không thêm bớt được thì chúng ta dùng chia ra thức nhá còn đẹp trai thì thêm bớt vào với âm hai thì tử mình chia cho mẫu này có hai số đầu tiên vào chia cho còn hai thôi đúng không nhé ok chưa xong rồi đấy các em ơi bây giờ thì em lớn nick lúc này này Bằng cái bao nhiêu đây? Nguyên hàng của 2 thì bằng hết nhá Cộng hàng số 4 thì giữ nguyên này. Nguyên hàng của 1 chia cho 3 1 thì công thức có rồi. Vừa mới nhắc lại bên trên xong. Bằng cái gì cơ? 1 chia 3 1 thì nó bằng len của trị đối 3x-4. nhớ là chia cho 3 nữa nhé. Đừng quên cộng hàng số C đuôi nữa. Vậy thì đáp số nó là câu nào nhỉ? Câu B các bạn này. Đấy. Đúng không? Con này kem thì chấp các bạn được mày luôn. Làm sao mà nhanh bằng thì nhận được. Đấy bạn thấy đỉnh cao. Có cái câu 32 này thì ừ bấm nhanh hơn này. Được chưa? hai thì câu này dùng gì nhỉ? Cái này phải chia ra rất rồi. Đúng không? Câu này kem chia ra thức đấy nha. Con còn nhớ cách chia không đấy? 2x bình này bậc của tử to mẫu đúng không cái này các em xem lại lớp lý thuyết nhá trên đề dạy các em rất là rõ rồi từng dạng một đấy bậc tử lớn mẫu này bậc tử bằng mẫu này bậc tử bé mẫu này thì giải quyết như thế nào rồi cái dạng này thì các em phải chia ra thức nó là hai x bình trừ đi 7 x này cộng 5 và chia cho x trừ ba rất còn nhớ cái chia ra thức không còn nhớ không đây nào bao nhiêu bạn còn nhớ chia ra thức thì comment bên dưới cái để thấy còn có tí niềm tin ngay các bạn không này thì thấy rồi. thôi thì bấm cho Thế thì, thì phải hiểu qua về cái sơ đồ làm tự luận trước còn bấm thì tí thì bấm cho Thế thì bấm sao được chưa đó nhé cái gì cũng bấm thì mấy câu khó hơn làm sao mà các em làm được mấy công thức cơ bản còn sai lên sai xuống đòi bấm máy và đi thi 9 điểm đúng là lực cười luôn các bạn thật đấy công thức cơ bản cũng nhớ đòi bấm máy không đi thi 9 điểm các bạn là... nằm mơ không có chuyện đấy đâu các bạn ạ à. không có chuyện đấy đâu bấm máy nó chỉ giúp các bạn làm nhanh hơn trên cơ sở là các em hiểu cách làm tự luận rồi thôi và đi thi những câu khó những câu mới lẽ thì các em tự nghĩ ra cách bấm đấy mới là cách học chuẩn nhé yeah. được chưa Hiểu nhá vì bản chất vận dụng cao ấy nó là thi những câu chưa thi chưa bao giờ thi đấy là vận dụng cao trong đề thi chứ bây giờ mà toàn thi những câu mà kem đã thi rồi ấy, thì đấy cũng không còn gọi là vận dụng cao nữa gọi là nó là vận dụng thấp rồi nào chia đi em ơi chia đi nó sẽ về được là là hai x nhân vào đây nó sẽ ra được là hai x bình này Nè trừ đi 6x nhỉ Và lấy trên trừ dưới Nào Hết bình trái bình này hết nhá 7x cộng với 6x nó ra trừ x này bạn này Cộng 5 kép hạ xuống thôi Ok lại chia tiếp Trừ x chia ra trừ 1 này Đúng chưa Nhân vào thì trừ 1 nhân x ra trừ x nha Là cộng với 3 này Trừ cho nhau đưa đi nữa thì nó còn lại là bằng 2 thôi đúng không Đấy Vậy thì tóm lại là cái tích phân cái nguyên hàm này này nó sẽ đưa được về cái gì đây? Đó là được kết quả này nó là 2 x 1 này. Được chưa? Cộng với lại cái phần dư là kem cho lên tử nhé. Là 2. Chia cho cái mẫu đây là x 3 này kem này. Đó các bạn nhớ nhớ về từng cái phần chưa? Kết quả này. Kết ngang. Phần dư này cho lên tử. Cái thương này cho dưới mẫu được chưa thì nó sẽ tách được như này đấy, đấy. và lúc này các em mới tách được cái y lúc này nó bằng cái gì nhỉ những nguyên hàm cơ bản này rồi các em áp dụng vào thôi nào nguyên hàm của hết nó về được là x bình nhá nguyên hàm của trừ một nó ra trừ x này cộng hàng số 2 thì giữ nguyên một chia x trừ ba thì nguyên hàm nó bằng len của chị đối x trừ ba cộng c đấy cái này là nhàn chưa nhàn hơn gì nữa chắc con này khéo làm còn nhanh hơn bấm như các bạn nhanh hơn bấm đấy nếu mà các em kỹ năng tốt x bình trừ x cộng hai len x bình trừ cộng hai len con này chọn e này 32 là e các bạn nhé còn bấm thì các em vẫn có nhớ cái quy tắc bấm để dạy các em những câu trước này các em nhớ cách bấm không d trên X của đáp án này tại à, x ở đây là gì nhỉ Ví dụ ở đây x các phải cho nó gì các bạn ơi? X nó phải khác 3 các bạn nhé. Em cho nó x có thể là bằng 4 vậy cũng được. Thường thì hay là lấy khác 3 Em cho bằng 1 bằng 2 bằng 2 cũng được, bằng 4 cũng được. Được chưa? Trời, trừ đi cái lỗi này này, cái lỗi này nó chính là f nhỏ đấy Được chưa? Từ đi f nhỏ x và nhớ là gì nhở bằng không hoặc là 10 mũ âm thì lấy nhá và nhớ là CNC tại gì nhở x bằng 4 vào đúng không cái này với cái này nó giống nhau này được chưa ok nhá rồi bấm thôi em ơi bấm thôi d trên x này quả đa e nhá thì nhập luôn này x bình này trừ đi x đúng không cộng 12 len quy tắc nó chỉ có một thôi các em bấm được một câu là mấy câu còn lại các em bấm được hết thì mà. Chị đối này. Chị đối x 3 này. Đúng chưa? Ok nha. C không cần nhập đâu các bạn nhá. Đẩy sang nhập tại bằng 4 này. Các em trừ đi cái F nhỏ này các bạn này. Phân số là 2x bình. Từ 7x cộng 5 nhé. Chia x 3. Được chưa? Các em thay đây là x bằng 4 thì các em phải CRC bằng 4 rồi nha. Các em không thích em thay bằng 2 cũng được nhưng khác ba được nhé khác khác ba được nhé các nhìn cái tập xác định nhé mà kem cho những giá trị x phù hợp vào thôi đấy em thấy không Đây nó ra 10 mũ âm 11 này để nhớ nhé 10 mũ âm thì lấy thôi còn ví dụ có b các em muốn thử thì các em đổi thành đây này x bình trừ x trừ hai thôi đúng không các em đẩy sang các em sửa mỗi dấu cộng dấu trừ này là thử đan b nhá và bấm bằng luôn rồi này này nó ra âm bốn khác không thì loại b tương tự muốn thử C thì các em sửa làm sao nó giống đáp án C sửa làm sao okay. à, cái em sửa một cái đáp án đây thôi sửa một cái đáp án này này nó giống A B C D nhé OK chưa nhỉ 32 ổn cả cho em nếu ổn cả rồi có OK thì bên dưới cái nào Nó ghi Z đó, hình thì ít khi dạy ở ngoài tường lắm Hình thì các em học ở trong lớp học nhé học cái z thì các lên trên lớp học các đăng ký lớp trên đề để học đầy đủ các dạng toán nhé rồi sang ba ba đi em ơi sao ba đi lớp thầy là ngày mai là nghỉ tết rồi các bạn ngày mai là nghỉ tết đấy nha học ít thôi các em thời gian cày đề nha ba ba đi em ơi ba ba đi nha em lớn là một nguyên hàng của F nhỏ này được chưa f lớn tại 1 bằng 2 và f lớn tại hàng bao nhiêu? Con này làm tự luận thì nó cũng được thôi. Nhưng mà có câu FF này thầy hay làm bằng máy hơn. Ví dụ nhá. x1 thì thầy hướng cội qua cho các em làm thôi, con này tìm f lớn x này. Nó bằng nguyên hàm của f nhỏ x dx. Đúng không? Mà f nhỏ bằng 1 trừ 1/2 1 thì công thức mình vừa mới nốt lại bên kia rồi. Các em thay công thức vào nhá. Nó bằng len của trị đối hát trừ 1 đúng chưa? Chia cho 2 này Và cộng hàng số C đấy Các em dựa vào cái F lớn tại 1 bằng 2 Đúng không? Để các em tìm hàng số C hình mấy đây này Thay 1 đây nhá Thì nó sẽ ra được là 0 đúng không? 0 cộng C bằng 2 thì C hình 2 thôi Có C bằng 2 rồi thì các em lại thay trực tiếp X bằng 2 và tính được F lớn tại 2, đấy. Hay 2 ở đây Thay 2 đây thì nó sẽ ra được là bằng bao nhiêu nhỉ len của 3 phần 2 này len 3 chia 2 nhé cộng với c 2 như này và thấy c 2 rồi nhé thì đáp số nó bằng bao nhiêu đây kênh len 3 chia cho 2 và cộng 2 b này thì thôi được chưa ok nhé c 2 thay đây này Quét lớn rồi đấy thì đấy là cách làm uh, tự luận nguyên bản những câu đầu tiên như này thì thầy chữa các em kỹ kỹ một chút nhé cách thứ hai thì các em dùng cái tích phân này tích phân của f nhỏ x này thì nó sẽ bằng gì nhỉ bằng f lớn tại uh, đây tích phân từ 1 đến 2 nhé bằng f lớn tại 2 trừ f lớn tại 1 đúng chưa từ đó kem suy f lớn tại 2 này bằng f lớn tại 1 cộng tích phân đúng không của f nhỏ x dx và kem bấm xem sắp xỉ bao nhiêu đấy S lớn tại 1 bằng 2 này, cộng tích phân của 1 chia cho 2x 1. Cận các em thấy từ 1 đến 2 vào này, bấm bằng này nó ra xấp xỉ 2,54. Đấy, các em xem trong 4 đáp án này này, đã nào sấp xỉ 2,54 thì em chọn nhé. Ví dụ các em thử đáp B cho này nhé, nó là 1 phần 2 này, len 3 đúng không, cộng 2. Đấy, Đấy nó ra 2,54, giống này, chọn B. Còn A với C các em tự kiểm tra nốt, nó sẽ khác 2,54 thôi, nhé. Đó là hai cách làm câu 33 nhé. Cách này làm theo nguyên hàm, cách này làm theo tích phân. Đi thi thì thầy hay làm theo tích phân hơn. Vì đỡ phải thay số tìm C nhiều khi nó dễ nhầm. Nhá. Ok. Đấy là câu 34 các nhé. À, câu 33 nhé. Sao 34 đi em ơi. Đấy, à, 34 những câu nó kiểu nhiều nhiều ép như này này. Thì cái cách thứ hai nó tỏ ra lợi hại hơn rất, rất là nhiều nhé. 34 thì thầy làm theo một cách thôi nhé Thầy làm theo cách hai thôi về em tự làm theo cách một giúp thầy nhé câu này thì nó có nhiều đầu bút này thì các em kể cho thầy tầm khoảng năm cái đầu bút đó để chờ sắp xếp tự từ bé đến lớn nhé bé nhất thì nó sẽ là âm một này đúng chưa tôi đến không này Rồi đến một này Rồi đến hai và đến ba đúng không đây cái này các em lấy từ các đầu bút này này 0 này, 2 này, 3 âm 1 và 1 này, đấy. Tại 1 thì làm cho em phải không xác định nhưng mà đây này, tại một điểm gián đoạn. Thì các em chỉ được phép lấy tích phân trên những khoảng liên tục thôi. Là lấy từ trừ 1 đến 0 với 2 3 Đấy nhé Thì để ý này. Vậy này thì các em sẽ lấy tích phân của f phẩy dx. Đúng không? Từ 1 đến 0 đi. Thì. thì nó sẽ bằng f nhỏ tại 0 trừ đi F nhỏ tại F1 Đúng không? Nguyên hàm của F phẩy thì bằng F nhỏ Vậy tích phân từ trừ 1 đến 0 Của F phẩy Bằng F nhỏ tại 0 Trừ F nhỏ tại âm 1 Ok nhá Tương tự các em tính nốt từ tích phân thứ hai Từ 2 đến 3 Của F đến nhá Thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Bằng F nhỏ tại 3 Trừ đi F nhỏ tại 2 này Đúng không? Em đang cần tìm cái f tại 3 trừ f tại âm -1 đúng không? Em cộng với vào với nhau ấy. Đây là 2 đây là 1 nhé. Em lấy 2 cộng 1. Nó sẽ tương đương này, đúng không? Cộng với nhau thì các em có đúng là f tại 3 trừ f tại âm 1 không? Đúng chưa? Cái này thì nó sẽ là gì nhỉ? Cộng với lại f tại 0 trừ f tại 2. Ok chưa? Đấy nhá. Thì nó sẽ bằng tổng hai tích phân này thôi. Tích phân từ -1 đến 0 này. của f'. Các em thì viết tắt nhé. Cộng tích phân từ 2 đến 3 của f'. Đúng chưa? Các em đã cần tìm cái hiệu f tại 3 trừ f tại à, âm -1 đúng không? Tìm cái này này. Thì các em tính tổng hai tích phân này và các em trừ đi cho cái trừ cho cái này này. Đúng chưa? Cộng bế vào nhé Thì nó sẽ ra cái f tại 3 trừ f tại âm 1 này Cái này hỏi chân Bấm thôi em Tích phân của f phẩy nó sẽ là 1 chia x chữ 1 Cận cận thay cho thầy từ 1 đến 0 rồi nhé Giờ Cộng này Tích phân của f phẩy là 1 chia x 1 này Cận quan thế ở đây từ 2 đến 3 vào nhé Đấy Giá tổng 2 tích phân này chưa Đấy em trừ cho cái đống này này Thì nó sẽ ra cái hiệu f tại 3 trừ f tại âm 1 thôi cái đóng này các phải trừ đi cho nhau Em à đâu Đẩy sang đây trừ đi này. Trừ đi S tại 0 thì bài cho bằng mấy đây 2017 Đúng không Được chưa trừ đi cái S tại 2 này này Đúng không Nó là 2018 Đóng hoặc vào nhé Được chưa bấm bằng Được kết quả bằng 1 các bạn nhé Kết quả bằng 1 đỉnh chưa Đi Ok không đấy hai dòng là xong rồi câu này các em làm tự luận lâu phết đấy luận ngoài lâu phết đấy đùa đâu nhiều khi còn dễ nhầm c 1 c 2 các kiểu nữa. nhầm dấu bung ben này câu này là các bài có hai cái c mà có hai cái c nhưng mà chúng ta làm kiểu này thì nó sẽ ẩn được cái việc tìm c đi tự luận tìm c thì các em xem trong lớp chuyên đề nhé thì chưa các em đầy đủ cách tự luận về tìm nguyên hàm rồi đấy thì các em xem lớp chuyên đề nó sẽ có đầy đủ ví dụ hơn 35 này 35 này nha thì nó hỏi cái gì thì phải cộng cái đấy chứ các bạn đâu phải lúc nào cũng trừ vế đâu em phải linh động lên nhìn cái đề bài nó hỏi ý các bạn bây giờ các em lấy 2 trừ 1 đi nó thành S tại 3 cộng S tại âm 1 à đúng không nãy nó hỏi tổng nhưng giờ nó hỏi hiệu thì các em phải cơ động lên bài này còn dễ đây có bài này còn phải nhân thêm hàng số nữa cơ thì nó khó hơn một tí nữa nha bài này nó hỏi hiệu đi em cái... phải cơ động lên chữ bên dưới là f tại ba này bên trên là trừ f tại âm một này phải cộng vào nó mới ra cái hiệu được chứ các bạn cái trừ đi nó làm sao ra hiệu được cộng vào nó mới ra được f tại ba trừ đi f tại âm một này nhìn vào nhìn nhìn vào cái kết quả ấy nhé Đâu phải lúc nào cũng trừ vế đâu. Ừ đi chứ. 35 nhá. 35 thì cái này là dạng uh, mẫu có hai nghiệm phân biệt này. Các em nhẩm mẫu đó hai nghiệm này như là gì nhỉ? -1.3 không? Các em bấm tính cho thầy xem đúng hai nghiệm -1.3 này. Tổng bằng 4, tích bằng 3 này, à hai nghiệm là 1.3 chứ nhỉ? Thì hai nghiệm 1.3 đấy. Đúng rồi hai một ba các bạn nhập cho đúng không nhá bấm luôn đi thì này nhá một trừ bốn này đợi các bạn này lâu lắm thật đấy mất niềm tin vậy ba <laughs> năm này để làm thì nhanh đợi các bạn lâu vãi trực luôn nào có một ba năm đi hôm nay bạn nào mà nhập nhanh nhanh thì chắc là phút mốt là xong hình như là dùng đồng nhất thức đúng không nếu mà tự luận thì dùng nguyên thức nhá, đó là nguyên hàm của f nhỏ x dx này nó bằng nguyên hàm của gì nhỉ một chia x 1 nhân với lại x 3 này x này đúng không dạng đồng nhất thức nó sẽ ra là e chia cho gì nhỉ x trừ một cộng b chia x trừ ba đấy các em nguyên hàm như này con này x và kem phải quy đồng tìm AB đúng không Đấy, quy đồng tìm AB. À cái này A sẽ trừ anh cho nó đẹp b sẽ trừ anh thông thường là để a anh mẫu bé b mẫu mẫu to <laughs> ok chưa đấy anh thì lúc này này bạn nào mà nhẩm nhanh ấy thì nó sẽ là anh anh nó có một số quy tắc nhập bạn nào nhập nhanh nó sẽ 1 phần 2 này nhân cái này nó sẽ là gì nhỉ 1 phần 2 nhân với lại um, 1 chia cho x chữ 3 cộng với 1 chia cho x chữ 1 như này đấy đấy nha ok không ok à đâu chữ ý nhỉ chữ đi chứ chữ 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 cái dấu chữ đấy các chữ đấy không phải cộng đâu đấy nhé lúc đẹp trai lúc không còn bạn nào bạn nhưng dùng cái đồng nhất thức thì tìm được e nó sẽ là bằng 1 phần 2 b ở 1 phần 2 đấy chưa thế đó và tính nguyên hàm này sẽ bằng 1 phần 2 này nhân viên của chị đối x chữ 3 chia với x 1 đi thế thôi cộng A, cộng, cộng với c chứ việc tắt nhiều quá đâm ra nó bị lịu mồm em có đấy đâu nhé. nguyên hàm rồi làm gì có đấy nhá cộng c <laughs> được chưa một phần hai len chị đối x trừ ba chia cho x trừ một cộng c ba năm chọn e này các em này đấy là tự luận nhé thì thuyết các em dùng đúng nhất thức nhé còn bấm thì các em bấm thôi được chưa kiểm tra thì các em làm giống như mấy câu bên trên này thế này kiểm tra ra nào rồi nhá đây kiểm tra máy tính này này D trên DX của đáp án A đi 1 phần 2 len Quả trị đối Đúng không X chữ 3 chia cho X chữ 1 này Được chưa T thôi Tính thì kem lấy uh, X nó bằng uh, gì nhỉ Tính bằng 4 đi Chứ lớn 3 được mà Đấy thì, uh, X nó không đặc biệt quá được Nhá Tính 4 đi Trừ đi Cái F nhỏ này các bạn này nó là một chia cho x bình trừ 4 x cộng 3 và nhớ là CLC là 4 rồi nhé đấy chúng ta mũ âm chưa bừng mũ âm thì chọn E thôi còn câu B này câu B này, các em sửa đi thì nó sẽ thành các uh, không chứ mà đây này câu B này, các em thành x cộng 1 đúng không như này này CLC lại 4 mà thôi đấy kiểu ra khác không thì các em loại B đi tương tự kiểm tra câu C thì các em đẩy sang các em sửa giống giống câu C là được nhé Ok chưa nhỉ? Đó là câu 35 nhé. Các bạn làm cách nào thì làm. 36 này. Nhưng mà trong quá trình tổng ôn ấy thì các em lên làm tự luận trước dùng máy tính kiểm tra lại xem nó chuẩn kết quả chưa. Nhá. Không nhiều bài người ta hỏi ví dụ người ta gì nhỉ? Vì người ra đề người ta cũng hiểu là những cái nguyên hàm tích phân này một số cái bấm máy tính được. Đó, mà người ta đã cố tình bẫy các bạn thì nhiều bạn mà học nó không tới học non non thì lại bị mắc bẫy nên là mình cứ học chuẩn đầy đủ cả hai cách cho nó ok nhá để khi nào mà các em nhìn vào à, các em biết là bài này nó cho kiểu này thì là có cái bẫy gì nên làm theo tự luận hay nên làm theo máy máy tính đó nhá ok chưa chứ không phải là cứ cầm cái máy tính là bấm hết như làm tích phân không có chuyện này đâu ok ạ người ra đề người ta còn gì nhỉ người ta còn đi guốc trong lòng các bạn rồi các bạn làm sao mà gì nhỉ làm sao mà kem qua mặt được họ nhá em học có mấy năm người ta ra đề mấy chục năm rồi thì người ta thừa hiểu là ừ cái chỗ này là nhiều bạn chết này thế là đẹp trai nhất là vẫn làm theo cả hai cách để các bạn hiểu nhá được chưa Máy tính nó sẽ là cái phao cứu sinh để cho các bạn làm trong một số cái trường hợp khẩn cấp. Nhưng tự luận vẫn phải hiểu nhá. Là 36 đi em ơi. 36 cái này dạng bậc 1 chia bậc 2 này. Tự luận thì cái này sẽ là nguyên hàm của cái gì đây? Y nhá. Bằng 1 chia căn tách cho tôi. Thành uh, gì nhỉ? 2 chữ x nhân với 2 cộng x ấy. Đúng không? Đấy này. Đấy nhé yeah. <laughs> cái này thì đồng nhất thức rồi các em tách ra nó sẽ thành cái gì các nhỉ nó sẽ thành là, là gì nhỉ Quy nam của a chia cho mẫu bé là hai chữ x đi cộng với lại b chia mẫu to là hai cộng x này bọn này đấy x thôi đúng không quy đồng lên dùng đồng nhất thức thì các em tìm được a đi thôi đồng nhất thức là gì các em xem lớp lý thuyết nhé còn cái này bạn nào nhẩm nhanh thì thầy hay nhẩm hơn Em thử AB 1 đi Thì nó sẽ ra được là A bằng A bằng B 1 phần 4 đi các bạn Bạn nào đẹp trai nhẩm được A B 1 phần 4 Đấy nha Nhưng mà khuyến cáo là đẹp trai như thầy thì hãy nhẩm Còn không thì thôi thì làm tay cho nó chắc Đây là A B 1 phần 4 đấy Thì đồng 1 phần 4 ra ngoài luôn Như này này đi Ok nhá Đấy thì cái này các em chuyển lại cái gì nhỉ? Thành trừ đi uh, Đây này, viết như này cho nó dễ hiểu. Thành nguyên hàm của 1/4 này. 2 chữ x thì nó là trừ đi x chữ 2 đúng không? Nó sẽ làm 1 chia cho x cộng 2 này. Được chưa? Trừ đi 1 chia cho x chữ 2 như này. X. Ok nhá. Đưa dấu âm ra ngoài. Đó, thì lúc này này thì nó sẽ bằng 1/4 len của trị đối x cộng 2 chia cho x 2 đi c như này nữa này đấy để chưa đây là cách mà các bạn làm tự luận hay làm đã nào các em nhỉ 1 phần nhân với lại len chị đối cộng 2 chia 2 con này là D này này đó 36 bạn nào làm nhanh thì làm đúng như thầy vừa làm luôn đó nha được chưa Đấy, một số bài nó lòng vòng nó hỏi thêm ví dụ như là hàng số EBC trong cái biểu thức này là bằng bao nhiêu nữa thì có phải bật máy tính lại về chăn vịt không? Đúng chưa? Đây là mình cứ làm cả hai cách đầy đủ nhá. Là 6D đấy các bạn ơi. Là 6D đấy. Nha. Sao bảy đi em ơi Sao bảy đi Đồng nhất thức là gì á Ô giờ game chưa học nguyên hàm tích phân mà chưa biết đồng nhất thức à Thật luôn Thế thì Một là do các bạn trên lớp chưa được học Hai là Đạo viên trên lớp dạy các bạn rồi mà Các bạn mải ăn đi ngủ của các em không học thôi Chưa học nguyên hàm tích phân Giờ mà chưa học đồng nhất thức thì Nói chuyện gì thôi nha lý thuyết đồng nhất thức nó hơi dài thì không nhắc trong buổi tổng ôn này đâu nhắc đồng nhất thức trong buổi tổng ôn này giờ đến bao giờ mới xong cái đề các bạn xem cho lớp trên đề đi nhé đồng nhất thức là gì các bạn xem lớp lý thuyết đi. cái gì ngắn ngắn tổng ôn thì thầy nhắc thôi đấy, đấy các em phải làm đạt đến cái trình độ khi nào mà đồng nhất thức các em phải nhẩm được như vậy đấy những bạn nào mà giỏi giỏi là đồng nhất thức người ta nhẩm được luôn người ta chả cần giải hệ luôn đấy Được chưa? Lá 7 này. Cái đấy thì phải rèn luyện thôi các em, chẳng có cách không nào khác cả. Còn cách bấm thì dạy các em rồi, nó chỉ có một cách bấm thôi, các em bấm từ câu đầu đến câu cuối bấm một cách bấm thì chữa bấm mấy lần này. Câu nào nó khá lạ lạ thì bấm lại thôi chứ còn câu nào mà giống giống thì thôi nhé. Là 37 này còn mấy câu nữa thì chữa nhanh nhá. Chục câu nữa quẩy nhanh này. A7 tìm A B đúng không? Tìm A cộng B bằng bao nhiêu này? Câu này cũng dùng đồng nhất thức thôi. Nếu mà bạn nào mà nhẩm đây. Câu này thì thầy chữa nhanh tự luận cho các em nhé. Được chưa? Đây này. Câu này thì nếu mà tự luận các em sẽ làm như này. Ở x cộng 1 này. Chia cho x trừ 1 thì nhờ nhân với lại 2 trừ x đúng không đó dx nha nó sẽ bằng này bình thường các phải dùng đồng nhất thức đó là e chia cho x trừ 1 đúng không cộng b chia cho 2 trừ x dx như thế này đấy đồng nhất thức đó là cái gì đồng nhất là cái quy đồng lên đấy đồng nhất cái quy đồng lên nó phải là, là 2 chữ x nhân e nào cộng với b nhân 1 chữ x không hoặc là x chữ một chứ nhỉ x chữ một cái mẫu nó giống nhau rồi mẫu nó là x chữ một nhân hai chữ x thì nó giống nhau rồi vậy thì hai cái biểu thức bằng nhau nhé mẫu giống nhau thì tử cũng phải giống nhau thôi cái đồng nhất cái tử bằng tử ấy thì nó sẽ suy được cái gì các bạn nhỉ nhân vào này này thì nó sẽ ra được là b trừ đi a nhân x đúng không b trừ a nhân x này đấy cái này cộng 2 a trừ b bằng x cộng 1 đúng không nhân vào mà là đích ra ngoài như tử chung ấy b trừ a nhân x nha cộng 2 a trừ b Ok chưa xong rồi đấy hai bằng nhau thì kem cho này quyết hệ số giữa bằng 1 đúng không? Tức là b a bằng 1. Và 2a trừ b bằng 1. Đúng không? Các bạn mới tính tìm ab tại cái nào? Menu 912 nhá. Hệ số trước a là âm -1 này, hệ số trước b là 1. 1 này. 2 này, âm -1 này và 1. Được chưa? Thì các em tìm được a bằng 2 và b bằng 3. Đó. Được chưa? Vậy thì cái nguyên hàm ban đầu nó sẽ đưa được về cái này làm hoàn toàn tan nhép này. hay hai b vào bên trên đấy, nó sẽ về những nguyên hàm cơ bản luôn đấy các em. Hai chia cho x trừ một này cộng ba chia hai trừ x đúng không? Thì nó là trừ đi ba chia cho x trừ hai. Đấy, thế thôi. Đúng chưa? Và cái nguyên hàm này thì bạn nào mà nhớ nhanh thì nhẩm luôn ra kết quả là gì nào nó sẽ bằng này đi nhỏ bằng hai lên khi đối x-1 này từ đi 3 lên đúng không khi đổi x-2 cộng với hàng số c thôi để chẳng và đồng nhất thì các em tìm được A bằng 2 và B bằng âm 3 đấy đúng không đúng chưa A là hệ số trước len này B là hệ số trước len của trị đối x-2 để cho em ơi? Vậy thì nó sẽ được là tổng A cộng B nó sẽ bằng âm 1 nhé. Chọn C. Đấy. Được chưa? Thì đây người ta gọi là đồng nhất thức. Còn nhiều cái đồng nhất thức khó hơn nhưng mà cái này là cơ bản nhất rồi. Được chưa? <laughs> Đó có 37 con nhé. Vậy nhé. Cái này hoàn toàn là nó nháp này. Đồng nhất thức là quy đồng nhưng mà để tìm AB và AB thế nên lên trên rồi và áp dụng công thức nó ra cái len cuối cùng đó. đó từ đáp án này thì có A nhỏ B nhỏ 38 em nhá 38 nhá 38 thì cái câu này thì tự luận các em cũng tự dùng đồng nhất thức thôi đúng không? Được chưa? A8 thì hướng dẫn nhanh tự luận nhá Còn câu này bấm máy tính thôi Tự luận thì uh, nói qua về hướng làm này Em sẽ tách được nó về nguyên hàm của cái gì đây X cộng 3 này Chia cho Mẫu thì nó sẽ có hai nghiệm là âm 1 với âm 2 đấy Đúng không nhỉ Tích là bằng 2 tổng là âm 3 thì đúng rồi Âm 1 âm 2 đấy Em sẽ tách được thành là x cộng 1 nhân x cộng 2 thôi Đấy này Thì đồng nhất thức nó sẽ đưa về nguyên hàm của a chia cho x cộng 1 cộng b chia cho x cộng 2 dx các em tự tìm ra ab nhé đó đấy là hướng làm tự luận còn bấm thì nó chỉ có một cách bấm thôi chúng ta đã làm với nhau rồi d trên dx của đáp án đúng không bài này thì các em nhìn vào cái len len này này thì các em nên lấy cái giá trị x làm sao nó thỏa điều kiện một chút lớn hơn âm một đúng không đấy thì cứ lấy đại diện giá trị nào mà nó không đặc biệt là được x bằng hai đi nhé trừ đi cái fx này fx nó là cái x cộng ba ấy chia cho x bình này, này cộng 3 cộng 2 và nhớ là cnc là x bằng hai vào nhé x ở đây với x ở đây nó giống nhau này đấy và cái này nó chính là cái f này lõi lõi này chính là f được chưa? Đạo hàng của đáp án này Cái bằng cái lõi, đúng wow. không? Bây giờ kiểm tra thôi, ví dụ kiểm tra đan e nhá. D trên x của đáp án là các nhập một lần là được thôi. Hai lên nhá. Những câu dài dài như này làm tay nó hay bị sai. Kiểm tra bằng máy tính cho nó, chuẩn. x cộng 2 trừ đi len chị đối này có x cộng 1 này đến thầy làm bao nhiêu đề rồi mà thầy cũng không thể nào mà cam kết rằng là đi thi mà trong trạng thái 90 phút Lúc nào mình cũng tỉnh táo, lúc nào mình cũng nhanh nhạy và Không để bị sai sót bất kỳ một cái gì nữa Thì nó rất là khó vậy. Rất là khó đấy Nên là máy tính nó vẫn là một cái hỗ trợ gì đấy rất là tốt Trong cái quá trình mà chúng ta kiểm tra lại những cái dễ bị sai Trừ đi phân số là x cộng 3 Chia cho x bình Cộng 3 x cộng 2 này Được chưa? Ok nha Máy tính thì bấm từ cái thời mà Quang còn chưa biết bấm máy tính là gì bạn cứ xem kênh một số chỗ khác thì toàn xem ở kênh này mà sau đó thì thầy còn dạy bấm từ cái hồi mà các bạn còn chưa biết bấm máy tính tích phân là gì cơ nên là các bạn cứ học chuẩn đầy đủ vào sau đó thì bổ sung vào là ok nhất nào <laughs> nhìn kỹ này xem kỹ nha xem kỹ nào nhìn này tập trung này đến đây rồi thì xe nó xe hai và là xong rồi à cái này thiếu kính hoặc này đậu xanh đóng hoặc đầy đủ quá nha đó ok chưa có ai nó ra một phần tư gọi ạ khác không rồi bị loại e thôi cô b em phải đẩy sang và em sửa đan b này này nó khác nhau cái gì đây đó là len x cộng hai thôi đúng không À, cái này là 2 len x cộng 2 Đúng rồi 2 len x cộng 2 Nhưng mà nó chỉ là cộng 1 len x cộng 1 thôi các này đổi thành cộng 1 này Đúng không Cộng lên x cộng 1 Đấy ok nhá C lần đầu rồi lần sau cái bấm bằng luôn Được chả cần bấm x lần thứ hai đâu Cũng khác không rồi 38 loại B chưa Sang câu C này Câu C thì nó là gì đây các em ơi hệ số trước len x cộng 2 là âm 1 này, này. đây là thành âm 1 nhá trừ này Đấy, cộng 2 len x cộng 1 thêm dấu 2 đây này được chưa nhớ nhá để các em sửa làm sao giống đan c được và bấm bằng thôi em thấy không câu c ra 10 mũ âm chưa chọn c thôi đấy thì nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều với cái việc mà các em phải đồng nhất thức rồi làm tay nhiều khi nó dễ bị sai số nữa cũng sạch gọn đúng không sạch gọn nha. 39 tương tự nhé. 39 tương tự các em dùng lùng nhất thức thôi. Được chưa? Hoặc là bấm thì các em cũng à. Câu này thì bấm thì vẫn bấm được nhưng nó nâng cao hơn một chút đấy. Được chưa? Các em có thích bấm câu này không? Tự luận nó vẫn làm giống hệt 38 nhé, tự luận thì nhắc qua một chút thôi. Nó là hết trừ 3 này. Chia cho x cộng 1 này. Nhân đấy trừ 2. Đấy. Để đấy thì có 39 rồi các em quen rồi thì thầy nâng cấp lên một chút về cái cách bấm cho các okay, em đó là e này chia cho gì nhỉ mẫu bé lấy trừ hai đi Cộng b chia x cộng 1 này đấy như này và kem đồng nhất thì ma b nhé đó tự luận kem tự làm như này nha để cho phương pháp chung nó chỉ như vậy thôi dạng tử bậc nhất mẫu bậc hai của hai cái phân biệt cùng đồng, đồng nhất thức như này còn bấm thì kem bấm như này này Bấm cái này kem nó cho một cái tích phân vào thôi Nhìn điều kiện này ví dụ x lớn 2 đi Kem lấy tích phân từ 3 đến 4 đi kem Tích phân từ 3 đến 4 đi Của 2x này Thì đi 3 đúng không Thế cho x nó không cho cận thì mình tự lấy cận vào thôi. Đấy này. Đấy. Thì thay um, gì nhỉ? Cái này thì bỏ C đi và kem thay cận rồi thôi. Lấy từ 3 đến 4 đi bỏ C đi này thay cận từ ban 4 vào được chưa 4 thay đây này thì nó sẽ là bằng gì các nhỉ bằng A lên 5 cộng với B lên 2 đúng không 4 thay đây được chưa thay cận 3 vào thì phải trừ đi đúng không nó sẽ ra được là A lên mấy đây nhỉ uh, A lên 4 đúng chưa cộng với lại b nhân với lại ln một thì bằng không thì thôi đã thứ hai một mà ln một bằng không thì thôi em nhé đó thì làm gọn đi này thì các em sẽ được một cái phương trình nhá đó là ln năm này trừ đi ln bốn này nhân với e này cộng với b ln hai để chờ bằng cái tích phân này các em bấm máy tính bằng bao nhiêu đây tích phân thì bấm được mà đúng không phân số nha 2x 3 chia cho x cộng 1 này nhân với lại x 2 đúng không cận các em thế rồi từ 3 đến 4 là xong luôn đó là 0.6 đúng không các em bấm sơ to A đi bằng uh, gì nhờ ẩn A lớn nhé sơ to A được chưa ok nhé Vậy bây giờ các em kiểm tra bằng cách giải hệ ấy. menu này 912. Hệ đầu tiên ấy hệ hai trình hai ẩn a nhỏ và b nhỏ ấy. Đây này. Nó là len len 5 trừ len 4 là len 5/4 này. Được chưa? Hệ số trước b là len 2 này các em này. Đấy, số tự do là e lớn. Được chưa? Đấy là phương trình đầu tiên theo a và b. Phương trình thứ hai lấy ở đâu? Các em lấy từ cái đáp án này này đó nào mà nó ra AB nó đẹp đẹp thì em chọn nó đây nhá một này hai này 8 này đó nó ra cái này đó A nó vô tỷ chưa thì 39 các loại A này cô B thì kem bấm AC đi này cắt sửa thành 118 đúng không 18 mới bằng này thì nó cũng ra những số vô tỷ các loại B đi chưa bấm AC đi này sang câu C thì đây nó là gì nhỉ hai này âm một này đúng không a18 này nó bằng nó cũng là số vô tỉ rồi loại C vậy khả năng là D rồi. Đấy, bây giờ bấm AC kiểm tra nút AD thôi. Đây này. Nó ra 1 này, trừ -1 này, 8 này đúng không? Nó bằng. Ờ từ từ đã. Âm -13 ấy. à? Em. Ơ nhở, -13 thì nhìn nhầm rồi. Cái này 13 cơ mà. Vậy các em sửa đây thành 13 thôi nhé. Cách bấm nó vẫn vậy thôi, thì các phải bấm lại cái tích phân rồi. Bấm lại cái tích phân này này. 2x này trừ đi 13 này chia cho thầy viết nhầm cái đề bài, các là bấm nó bị nhầm. Ok chưa? Em sửa lại một chút thôi. tích cộng 1 này nhân với lên là x 2. Cần thì từ 3 đến 4 nhé. bấm bằng này. tờ to e nhé. Được yeah. Các lưu tích phân ở biến e rồi nhé. Bấm lại thì cái tích phân nhé. Chỗ này là -13 nhé. Ok, menu 912 này. Đấy, các em kiểm tra này thôi. Cái này là len của 5 phần 4 này. Được chưa? Cái này là len 2 này. Cái số tự do thì các em vừa lưu cái tích phân này vào biến E đấy. Thì bấm là alpha E này. Được chưa? Và phương trình bên trên các em kiểm tra 4 đáp án thôi. Có đan D này thì kiểm tra luôn nhé. 1 -18 1, 8 này. Đấy. A đúng thì nó phải ra được AB đẹp này con này. Đó chỉ có mỗi AD nó ra được AB này. A bằng 5. Và B bằng âm 3 thôi. Và là những số nguyên hoặc là số gì nhỉ? Số hữu tỷ cũng được. Đấy nhưng nó phải là số đẹp. Đấy. Còn các em thử ví dụ đang C đi chẳng hạn, ví dụ em bấm AC này các em thử đang C nha. Nó là hai này. Trừ một tám này nó ra AB nó số xấu vãi trưởng luôn. Vô tỉ. Thế thôi. Đấy, bấm đúng thì các em phải ra được AB nó đẹp hơn Như chúng ta vừa mới làm với nhau ấy. Nhá. Và giải hệ thôi. Được chưa? Đấy nó là một cái đó, quy tắc có thể là giải nhanh có 39 như vậy. nhé Hai cách nó như nhau rồi, tương đương nhau mà. À, đồng nhất thức nhanh câu này thì nó cũng tương đối thôi, cũng nhanh đấy, không lâu đâu. Thì các em thôi nhé cách nào cũng được. Ở mấy câu nữa chưa nốt này các em này chục câu nữa thôi câu sau nó cũng dễ mà các làm nhanh thì chúng ta có thể là chiến luôn câu 40 41 luôn nhé hiện hôm nay ôn một buổi thôi nên là thầy ôn hết cho các em hầu hết các dạng hay thi rồi đấy các làm xong hết hôm nay thì các bạn làm được tầm khoảng 80 những cái câu nguyên hàm tích phân rồi thì nó cũng khá là nhiều dạng công thức thì nhắc lại từ đầu rồi này phân thức rồi tí nữa chúng ta làm thêm vài câu về về gì nhỉ về múa cột rồi về đổi biến số rồi các kiểu nữa thì nó sẽ ở những, những câu cuối này này Bắt tay vào làm thôi em Bắt tay vào làm thôi nhé được chưa <laughs> ok các bạn nhé câu này thì nếu mà tự đoạn ghép sẽ làm như này một chia cho này x này nhân x trừ 1 này nhân x cộng một này đúng không này có ba nghiệm như này này đó được chưa ok nhé con này thì chắc là dùng được cái đồng nhất thức thôi nhưng mà cái đồng nhất thức em nhìn cái này đáp án nó sẽ có cái kiểu kiểu này gọn này bằng nhá bằng uh, nguyên hàm của cái này thì nhân vào thì nó sẽ ra x bình trừ 1 này đấy x bình trừ 1 thì đạo hàm nó sẽ ra được là bằng 2x đấy cái này là gì nhỉ a e nhân với 2x này chia cho gì nhỉ x trừ 1 nhân x cộng 1 đi như này cho nó dễ này. đó và cộng với b chia cho b chia cho x đó cái này em phải đúng dùng đồng, đồng nhất thức này này tự luận các làm như này nhé thì đạo hàm của x 1 đến x cộng 1 nó bằng hết mà. Được chưa? Thì các mày tính được nguyên hàm cái này này. U phải trên U này. Nếu bằng A. Nên trị đối x 1. Nhân với x cộng 1 đúng không? Đấy cái này là nguyên hàm 1 trên x thì nó là bằng len trị đối x thôi. Còn B đằng trước thì giữ nguyên này. Được chưa? cộng c cuối đó nhé tóm lại các phải dùng đồng nhất thức này này để các em tìm được a với b đồng nhất thì các phải quy đồng lên thôi quy đồng lên thì nó sẽ ra được là gì các bạn ơi a này nhân với x ở đây nó sẽ ra được là a nhân với hai x bình đúng không a hai bình cộng nhá b nhân với lại x trừ một cộng một chính là x bình trừ một đấy thì đầu nhất là cái tử này bằng một này từ bên này bằng một đúng không làm tắt một chút nhé thì cái này các em nhân ra nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ nó sẽ ra được là 2 a cộng b nhân x bình này và cái này là trừ đi b này bằng bằng 1. giải hệ ra kem sẽ tìm được cho thầy này, này cái này bằng mấy đấy uhm. 2 a cộng b bằng 0 đúng không và trừ b bằng một đó thì b bằng âm một thôi nhé b bằng âm một kem thay đây này thì a bằng một phần hai đúng chưa và thay vào đây thì vừa phù hợp luôn a nhỏ b nhỏ này nó cũng chính là bằng a lớn b lớn luôn đấy nó là hệ số trước cái len này này đúng không được chưa vậy thì p bằng hai a nhỏ cộng b nhỏ thì nó cũng chỉ bằng 2 lớn cộng b lớn luôn đấy đó là bằng 1 này từ 1 bằng 0 nhé tình không mới là e đó thì tự luận bạn nào mà nhẩm nhanh nó sẽ là nhẩm như vậy để cho dùng cái đồng nhất thức này nha nhân hay chia cho x chữ 1 nhân x 1 cộng b chữ x à à Còn bấm thì các em làm như tương tự như câu 39 này. Gợi ý cách bấm cho các em nhé. Gợi ý cách hai cách bấm các em về tự bấm này. Đó là các em tính thêm một cái tích phân đi. Điều kiện thì ví dụ là các em cho x lớn 1 đi thì các em lấy tích phân từ 2 đến 3 đi đúng không? 2 đến 3 của 1 chia cho này. Đúng không? x mũ 3 chứa x nhá. Để x này. Cho bằng a len. Chị đối này. Nhân vào nó là x bình trừ 1 luôn đi cho nhanh. Cộng với b len trị đối ích đúng không? Như này. Thay cận từ hai đến 3 và là xong này. Tích phân này các em lại lưu lưu. Lưu A lớn này. Bằng nhá. Thay cận 3 đây thì nó sẽ ra được là bao nhiêu nhỉ? 3 bình là bằng 9 này, 9 18 đấy. Nó là A lên 8. Đúng không? Cộng với lại B len 3. Trừ đi này, thay cận 2 vào. Thì 2 bình bằng 4 này, 4 1 bằng 3 đấy. Thế này A lên 3 nhá. Được chưa? tháng 2 đây nó là cộng B lên 2 đúng không? Ok chưa? Vậy giờ tóm lại là các em sẽ có một cái hệ đó là ở A lớn này. Nó là kết quả của tích phân này này. Được chưa? Bằng A nhân với len 8 phần 3. Đúng không? Cộng với B nhỏ này. Nhân với len 3 phần 2. Đấy. Và bấm cái hệ thứ hai là 2A cộng B. 2A nhỏ này. Cộng với B nhỏ bằng cái đáp án ấy. Thử đáp án nào nó ra AB đẹp thì Đáp án nào nó ra AB đẹp thì chọn Được chưa Thử ra A nhỏ B nhỏ bằng số đẹp Được chọn Đấy Thì đấy là cái tư duy về bấm câu số 40 Nếu mà các em không tìm được cái đồng nhất thức Nhá Nó làm giống cái câu 39 đó Về các em tự bấm nhá Thì gợi ý đây là các em bấm được rồi còn gì nào Gần giống câu 39 thôi chọn một cái cận phù hợp thế vào này và đưa một cái đó, tìm ra được một cái phương trình bậc nhất theo AB phương trình bậc nhất thứ hai là kem lấy từ cái này này bằng đáp án này và thử bốn đáp án đáp nào nó ra AB nó đẹp đẹp thì chọn còn ra số vô tỷ thì loại bớt đó đi thôi nhá ok này còn mấy cốc cuối này làm nhanh này mấy cốc cuối này thì dùng công thức nhanh nhá cho nó tiện các để ý này tổng quát thì nó sẽ có là dạng này này đó là nguyên hàm của một chia cho gì nhỉ x bình cộng với E bình dx này để chưa thì nguyên hàm của nó nó sẽ là bằng gì nhỉ để ý này đó là bằng một chia cho e nhân với này f tan của x chia cho e này và cộng thêm hằng số c đây nữa được chưa Ok, áp dụng e một vào ấy thì nó sẽ về được là tích phân nhá cái nào có 1 chiếc x bình cộng 1 này Đấy. Thì A 1 thì thay vào đây thôi Nó sẽ chỉ bằng là F tang X cộng với C thôi Được chưa Thì 41 các em chọn được là câu C nhé Đấy Câu này thì các em dùng công thức nhanh cho nó tiện Câu 42 các em áp dụng luôn với A bằng 2 nhé Thì thầy dùng luôn thôi Nó sẽ là bằng 1 2 này Nhân với F tang của gì nhỉ x trên 2 cộng c nha 42 là c tiếp này các bạn này để cho em ơi à 1 phần 2 x tăng 42 phải là d chứ nhìn nhầm đáp án đấy 42 d nhé các bạn nhé đó 43 thì nó cũng có dạng gần gần giống 42 thôi nhưng nó sẽ có một cái uh, tip đó là các phải đưa được về cái dạng là nguyên hàm của này x chia cho này x cộng 1 tất cả bình phương cộng với 2 đó đúng chưa ba căn tách ra bằng 1 cộng 2 thì gom vào cái đầu tiên này hẳn thức x cộng 1 bình cộng 2 thôi và đến đây thì nó chính là nguyên hàng của hàm hợp đấy thì từ cái công thức bên trên ấy chúng ta phát triển lên công thức bên này này thì nguyên hàng của 1 chia cho này cái này là gì nhỉ này này, ví dụ như là kx cộng b đi đỡ trùng với e cái cộng b nhân với lại à, bình phương này cộng, à, cộng a bình dx này đó. thì bên trên công thức là x bình đúng không bên dưới công thức là cái cộng b tất cả bình này thì nguyên hàm hàm hợp của nó thì nó sẽ ra được cái công thức thôi vẫn là một chia e này nhân ác tan nó có tiếp nhớ ấy mà x cam thay bằng cái cộng b này chia cho e thì giữ nguyên này hàm hợp đừng nhân đừng quên nhân thêm một trên k lại nhé. Đó là hệ số chữ x này, cũng c. Đấy. Thì công thức này thầy cũng cũng thuộc đâu. Chủ yếu là các em thuộc công thức bên trên này này. Sau đó, đó thì dùng cái đó. tương tự từ hàm cơ bản sang hàm hợp thì sẽ nhớ được công thức bên dưới mà không phải học thuộc nữa. Thì áp dụng vào đây này. Với k bằng 1 và a bằng căn 2 nhé. Đúng không? Thì nó sẽ là bằng cái gì các nhỉ? là một chia cho căn 2 đúng không nhân với f tan và gì nhờ cái cộng b nó chính là x cộng 1 này chia cho căn 2 được chưa nhân thêm một trên k là k bằng một thì thôi cộng c được đây nữa này đã nào ok nó sẽ là một chia căn 2 nhân với f tan x cộng 1 chia căn 2 cộng c 43 là e nhé được chưa Đấy, thì đấy là những cái phương pháp trong những cái dạng mà nguyên hàm mà có mẫu vô nghiệm ấy tốt tốt câu 44 bốn các em là sang những cái câu cuối cùng nó là liên quan đến một số cái phương pháp về nguyên hàm từng phần mối cột cho các bạn đấy còn năm câu nữa thì chữa nhanh nốt nhé à, tập trung này những câu này phải thật sự tập trung đấy không là các em sẽ thấy được nó hơi nhanh nhìn nhá cái này thì bấm máy tính chắc là mẫu nó vô nghiệm thôi nhưng mà cái phải tách ra một chút. 24 chia 9 bằng bao nhiêu kia nhỉ? Sẽ bằng 8/3. Uhm. Đây. Ờ, các em sẽ phải gom vào thành cái hằng thức như này này. Để chia cho này. Đây là 9 9x tất cả bình 9x bình thì nó sẽ có một cái gì gọi nhỉ? cộng cái gì nó ra hằng thức đây các em? Khả năng là cộng 4 này các bạn này. 9x bằng bác tức là bình phương đúng không? 4 thì các em phải gom vào đây nó làm 2 x với 3 x 4 đúng không? 2 x 3x này nhân với 4 đúng không? Đây này. Được chưa? 3 2 là 6 64 24 mà. Cái này các em phải cộng cái gì nữa nó mới ra hằng thức được nhỉ? Cộng 14 bình là cộng 16 này. thì cộng 4 nữa thôi, đúng không? 20 các em tách cả thành 16 cộng 4 nhé đấy thì cái gũ cụm đầu tiên này nó chính hàng thức đấy các em nó sẽ được về là gì nhỉ đưa về là dx đấy nguyên hàng của dx này Chia cho 3x cộng 4 là bình cộng 4 đấy và nó sẽ trở về dạng là nguyên hàng của một chia cho thì nhở cái cộng b là bình cộng với lại a bình đúng không này, các em áp dụng vào thôi được chưa với lại k bằng mấy nhở a bằng 3 này a bằng 2 và b bằng 4 sau công thức bên trên mình vừa mới nốt rồi thì không nói lại nữa nhé thì y lúc này này nó sẽ ra được là nguyên hàm của cái gì gọi nhỉ y thì phải viết luôn công thức luôn nhé 1 trên a đúng không tức là 1 phần 2 ấy. 4 bằng 2 bình mà đúng không áp dụng thôi vậy thì y lúc này này nó sẽ bằng 1 phần 2 nhá nhân với áp tan được chưa? Của cái này này, k cộng b đó là 3 cộng 4. Chia cho chia cho a là bằng 2 này. Tất cả nhân với 1 trên k đó là 1 3 nữa. Cộng với c nhá. Được chưa? Và các em làm gọn đi nó thành 1 6 đấy. Nhân với f tan. đây nó là 3x cộng 4 chia 2. Đây nhé. 1 phần 6S đang 3 cộng 4 2 cộng C nhé 14 AC này gọi này Câu này các em nên nhớ công thức nhanh nhé Thì cái, cái dạng mẫu bậc 2 vô nghiệm ấy Dùng công thức nhanh này cho nó tiện nhé. Thì bây giờ mà học thuộc uh, ngồi tính toán nó hơi lâu Cái này không có sách giáo khoa đâu Nhưng mà trong lớp chuyên đề thì có chứng minh cho các em rồi Xem lại được thôi Mấy câu cuối từ 4 năm trở đi nó sẽ là cái nguyên hàm từng phần này Bố cột Nguyên hàm từng phần hoặc là bố cột thì những câu kiểu kiểu như này thì các em dùng bố cột nó nhanh hơn nguyên hàm từng phần một chút Tự luận về nguyên hàm từng phần thì các bạn xem trong lớp chuyên đề nhé Còn những câu như này thì thầy chữa theo bố cột cho nó nhanh Đấy chưa? Thì các em để ý kỹ cho thầy này những Cái dạng này thì Nhớ nhá U với DV Bố cột nó gọi là cái gì? UDV Đấy chưa? Những cái dạng mà để ý này chứ x và e mũ x ấy, thì các em để cái e mũ x bên dv nhé phần x bình thì các em để bên u thôi đấy tóm lại các em chọn hai phần phần nào mà đạo hàm được nó đến không ấy thì chọn được chưa fx nó bằng x bình nhân em x này những cái dạng này các em nhìn là biết luôn nó dạng nguyên hàm từng phần nhưng mà nguyên hàm từng phần nó hơi lâu dùng búa cột nó nhanh hơn trong cái phần này Đố cột thì các bạn kể hai cột thôi. U và DV. Nha. U này, x bình này, DV bằng em x nha. Và bên U các em đạo hàm đến khi nào bằng 0 thì thôi. Đạo hàm x bình nó ra được là 2x này. Đạo hàm 2x bằng 2 này. Đạo hàm 2 bằng 0 này. Được chưa? Tương ứng với bên của U này. Thì bên DV các em lấy nguyên hàm bấy nhiêu lần. Nguyên hàm em với bằng chính nó luôn các em ạ. 3 lần đúng không? Đấy. Bây giờ thêm một quy tắc nữa này, đó là kem đen dấu. Bắt đầu từ dấu cộng bên cổ của u nhé. Cộng này, trừ cộng trừ và tích chéo. Được chưa? Thì kết quả lúc này này, uh, f lớn x nó sẽ bằng nguyên hàng của f nhỏ x, x này. Nhớ bằng này, x bình nhân em x này. Được chưa? trừ 2x nhân em quý này chéo này đúng không cộng với 2 nhân em quý này cộng 2 nhân em quý đúng Như này cộng c cuối đó và kem đặt em quý ra ngoài làm nhân tử chung ấy thì nó sẽ còn là x bình này trừ đi 2 cộng 2 nhân với em quý cộng c đấy thì những câu như này kem nếu mà kem ngồi các em làm nguyên làm từng phần thì nó phải làm tầm khoảng 3 lần mới ra đáp số được nhưng mà dùng bố cột nó sẽ nhanh hơn một chút nhé à, 45 thì kem chọn được là đáp án đi đúng không đi đấy Nhớ quy tắc chưa thường thường là có hai phần nhưng mà cột của u kem chọn làm sao mà đạo hàm bằng không được ấy thì nếu mà u kem để em với cái kem đạo hàm đến uh, uh, gì à? nếu mà u kem để em với cái kem đạo hàm đến kiếp sau nó cũng không về không được đúng không đấy thường thường nhớ đơn giản là kem chọn cột của u ấy cái nào mà dễ đạo hàm bằng không thì thì để bên u đó nhé x bình các em nhớ đúng không đấy đạo hàm ba lần nó về không luôn rồi thì để bên u thôi còn lại thì ấn sang v nhé tương tự sang 46 này các em làm vài lần nữa là kem quen với muốn cột đi mà nó là cái phương pháp thay cho nguyên hàm từng phần thế thôi nhiều bạn câu nào cũng mua cột Thế luôn ý. học được một cách xong đòi áp dụng tất cả mọi câu không chuyện đấy đâu em ạ bạn bị ngây thơ nha làm gì có cách nào làm được mọi bài bây giờ chỉ có học chăm chỉ thì mới làm được mọi bài thôi chứ còn không có cái chuyện này học được một cách xong nào cũng nào cũng đòi múa cột các kiểu các bạn đấy người ta gọi là nhờ, ảo tưởng sức mạnh đấy tự tự sang ép nhé chứ mấy cái trò này thì làm quá. lâu rồi thì dạy bao năm mấy cái này thì có cái gì đâu mà không làm được à, nhìn này nhé tập trung này ờ, các bạn sẽ thấy được cái này u nó sẽ là x bình cộng hai đúng không vì cái thằng này có tiềm năng đạo hàm nó bằng không tự ấn em x sang bên cột của u thì kem em đạo hàm đến 10 đời nó cũng không về không được được chưa vậy thì nốt này nha x bình này cộng hai chờ đại hàm lần 1 nó ra được là 2 cộng 2 đạo lần 2 ra 2 đại lần 3 là về 0 chưa đấy cái nào có tiềm năng đại hàm bằng 0 thì để bên U nhá phần còn lại là em x này đúng không em x thì nguyên hàm nó bằng chính nó rồi thì viết rất là nhanh tí đằng sau là mấy câu lượng giác nữa thì nó có một tí thế thôi xong chưa cột UDV viết xong rồi thì đang dấu này dương âm dương âm Mà tích chéo đó chéo này chéo này chéo này và lúc này cái gì nhỉ cái nguyên hàm của fxd nó bằng này đây chân này, này, với nhau nha nó sẽ ra bằng x bình cộng 2x nhân em x này có dấu trừ nhân với cả cái này nhá thì nó sẽ là gì nhỉ trừ đi này 2x cộng 2 nhân em x này đúng không nhân này ở đây là cộng hai nhân em ít nhá cộng c đó và cuối cùng em đặt em bước ra ngoài nhân tử chung đi thì trong hoặc còn lại là x bình này hai x chứ hai này hết rồi chứ hai với cộng hai này hết một thì chỉ còn lại x bình nhân em biết thôi đúng không em đặt em bước ra ngoài nhân tử chung nhé trong hoặc nó chia tiêu hết chỉ còn x bình thôi vậy tóm lại là bằng x bình nhân với em x cộng c thôi và nó hỏi một nguyên hàm thì các em cho c bằng không thì chúng ra là e này sáu e bạn nhé thế thôi đấy thì nó sẽ nhanh hơn một chút so với lại các em dùng cái uh, nguyên hàm từng phần được chưa có một số câu thì các em phải kết hợp đấy lúc múa cột lúc nguyên hàm từng phần có câu múa cột không ra có câu nguyên hàm từng phần mới ra thì mình làm cả hai cách nhé để kết hợp vào 47 này bảy bảy dính đến x với lượng giác đúng không thì những câu như này này thì các em vẫn vẽ u với dv bình thường thôi vẽ thành cái cột nhé thì gọi là một cột thế thôi cái x bình có tiềm năng đại hàm bằng không đúng không trò sang u phần còn lại nhét vào dv là cố định đấy x bình đạo hàm ba nhét nó về không có gì đó hai x này hai và không đúng chưa tập trung nhá ủi <laughs> các bạn chả cần nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ các kiểu đâu các bạn học giống kiểu học vẹt đấy thật đấy cái đấy các bạn uh, trong tài liệu thì cũng ghi cho các em đấy nhưng mà uh, nghe nó giống kiểu học vẹt quá các bạn. mà thầy thì thầy kết học vẹt lắm thật đấy, nghe như kiểu là ngày xưa học về các bạn nhỉ ở mấy cái đấy. thầy giáo ngồi trong uh, nhà xong rồi vũ cái phản đen đét đọc đọc xong học sinh đọc lại nghe nó buồn cười nó bạn ở cái kiểu kiểu thì không thích dạy kiểu đấy đâu đấy thì các em cơ động lên thôi các em thấy không đấy cứ cái nào đã hàng bằng không thì ấn bằng sang bên u ấy Phần còn lại thì nhét vào tv có phải dễ hiểu không cứ ngồi nhất lô nhì đa tăng lượng các kiểu nghe có phải nào? nó giống máy móc không ạ ở ừ. nghe nó cũng không được chuyên nghiệp lắm các đấy thầy không thích dạy kiểu vậy đúng không bây giờ bảo học sinh thầy cứ đi đi cứ học thuộc xong rồi ngồi vào phòng thi cứ nhất đô nhì na các kiểu mệt lắm gọi ạ mệt thực sự luôn được chưa vào phòng thi cứ như kiểu là đi tụng kinh các bạn không biết bao giờ lấy được chân kinh đấy còn ba câu nữa làm nốt này quen rồi thì thấy không ít có đạo hàm là có gì nhỉ cái nào có tiềm năng đạo hàm bằng không thì cho nó sang cột của u ấy. thế thôi phần còn lại này nhét vào dv này nhưng nhớ này cái bên trên này em ấy thì nguyên hàm nó dễ nhưng cái lượng giác thì nguyên hàm nó hơi ngược một tí nhá nguyên hàm của cốt phải bằng xin nha các bạn nhé đấy các bạn nào mà nhớ nhớ nguyên hàm nó hơi khó thì đạo hàm này đạo hàm xin đúng ra cốt chưa bên dv là phải lấy nguyên hàm nhá nguyên hàm của xin ra trừ cốt này và nguyên hàm trừ cốt ra trừ sin x này. Đấy. Được chưa? Bạn nào mà nhớ nguyên hàm nó khó thì cứ đạo hàm ngược lại xem. Cái gì đạo hàm bằng cốt? Sin. Cái gì đạo hàm bằng sin? Trừ cốt. Cái gì đạo hàm trừ cốt thì nó là trừ sin thôi. Đấy, cứ đạo hàm ngược lại xem nó chuẩn chưa đấy. Rồi đang dấu này, dương âm dương âm là chéo. Đó thì nó sẽ ra y nhé. Được chưa? Y lúc này sẽ là bằng gì các bạn nhỉ? X bình nhân với sin x nhé được chưa? Trừ trừ là cộng này. Cộng với 2x nhân với lại cos x đúng không? Cái này là trừ đi 2 sin nhỉ? 2 sin này. Cộng C là cuối nữa nhé. đã nào các em ơi? x bình nhân sin này. Cộng 2x nhân với cos x này, trừ đi 2 sin cộng C, 47 7 là B nhé. Đấy nó cũng đơn giản đúng không em? Đơn giản mà. bốn này đấy cái mũ ba này ngồi mà từng phần cũng phải ngồi mà khóc không ba câu nữa thì dạy nốt cho game nó cho đủ dạng nhá ép này hơi tập trung này tự nhanh nha cái mũ ba có đạo hàm thì có tiềm năng đạo hàm về không thôi nó hơi lâu một tí thôi udv nha. nên để cột nó dài một chút đạo hàm nó hơi nhiều Đó phải 4 lần nó mới về không được đấy x mũ 3 đạo hàm thì nó sẽ ra được thì biết lại nhá cái này là e mũ e mũ 2x cộng 1 này. Được chưa? Đạo hàm của mũ 3 thì nó sẽ về được là bằng 3x bình này. e mũ 2x cộng 1 nguyên hàm của nó bằng e mũ 2x cộng 1 chia 2. Này. Tương tự 3 mũ x bình đạo hàm nó phải ra được là 6x này. Đúng không? Nguyên hàm tiếp nó sẽ ra được là gì nhỉ? e mũ 2x cộng 1 chia 4. Tiếp đạo hàm của 6x thì nó sẽ ra được là 6 này và cái này này em mũ 2x cộng 1 chia cho mấy nhỉ chia cho 4 x 2 là 8 nhá và đại hàng của 6 bằng 0 này và mới ra được là em mũ 2x cộng 1 chia 16 đấy em là 4 lần mới về không nha bạn nhé hơi dài một chút thế thôi bây giờ mới đang dấu này dương âm dương âm dương được chưa x mũ 3 nha đại hàng 4 lần về 0 này em cái hai mũ x cộng một đúng không nguyên hàm bốn lần nhé thì các chỉ việc chia cho hệ số trước x thôi nguyên hàm một lần thì chia cho hai này hai lần thì chia hai tiếp thành chia bốn chưa ba lần thì chia hai tiếp thành chia tám này bốn lần thì chia hai tiếp thành chia mười sáu chưa thế thôi và chéo nhá chéo đó thì các em sẽ có được fx f lớn x luôn nhé ừ, thì các em sẽ có được là x mũ ba này nhân với lại em mũ 2 cộng 1 trên 2 được chưa trừ đi này ờ, uh, 3x bình chia 4 đúng không nhân với em mũ x này được chưa và chỗ này này 6 6 phần 8 đúng không hay là cộng đây 6x trên 8 nhân với lại em mũ 2 cộng 1 và cuối cùng đây là trừ đi 6 phần 16 này nhân với em mũ 2 cộng 1 với C nhá và đến đây thì khả năng là các em đặt 1 phần 8 ra ngoài làm nhân tử chung ý chắc hoặc thì nó sẽ còn lại bao nhiêu nhỉ phần 8 thì có nên là còn 4 x mũ 3 này đúng không 4 chia 8 bằng 1 phần 2 chưa em nhà trừ đi 6 x bình này gọi này đúng không 6 trừ 6 chia 8 chứ 3 phần 4 chưa cái này một phần tám ngoài rồi cộng đây là 6 x thôi cái này thì là gì nhỉ trừ đi ba đấy đúng không sáu mười chính là ba phần tám đấy cái yeah. ok chưa trong ngoài còn em cũng hai cộng một cộng c thôi đấy bốn tám ra b nhé để các em đặt em cũng hai cộng một ra ngoài này đặt tiếp một phần tám ra ngoài này trong ngoài còn cái này nhé yeah. Không tin em thử nhân một phần 8 là xem nó đúng ra những hệ số đằng trước không nhé Hai câu cuối này 4950 làm luôn Nó dính dáng đến cả cái em mũ và sin x Tức là dính đến cả mũ và lượng giác Một số bài khó hơn thì còn dính đến loga nữa cơ Thì loga nó sẽ học trong lớp chuyên đề nhé Dính đến cả mũ cả loga Cả loga cả lượng giác Thì nó sẽ có nhiều câu khó hơn thì mình sẽ làm những cái dạng đấy trong lớp chuyên đề kỹ hơn còn giác dễ hơn thì nó sẽ là đây mũ nhân với lượng giác này mũ nhân lượng giác này còn cái dạng khó hơn thì nó sẽ là là gì nhỉ lượng giác và loga nó khó hơn một chút xíu nữa nha cái này vẫn đặt trục bình thường nhưng cái này thì em phải nhớ rồi nhá lượng giác thì em đặt bên u nhé lượng giác là đến u. cái này là đặt không hoàn toàn đâu được chưa em đặt cái f lớn này đấy được chưa nó sẽ bằng nguyên hàm của thì nhờ con nhỉ có ép nhỏ đi em u nhân với sinh này đó thì cột của UDV em đặt như này nhé lượng giác đặt bên U này được chưa em ừ, thì bật đặt bên DV bạn nhé MWX này cái đặc điểm của thằng này này đó là các em chỉ những cái dạng mà như này các em đạo hàm ba lần thôi Điều này nhớ là đạo hàm ba đó nó sẽ có dạng đặc biệt này đạo hàm lần một thì đạo hàm của xin này đạo hàm có xin nó ra cốt đạo cốt nó ra trừ xin đúng không còn em mũi chỉ nguyên hàm bằng chính nó này đấy nhá những cái dạng như này thì đặc cái đặc điểm của nó là không thể đạo hàm bằng không được đó nhưng mà cái để này em lần thứ ba thì từ sin về trừ sin này thì nó sẽ có những cái quy tắc như sau các em vẫn đang dấu nhé dương âm dương đi chéo này đi chéo này cái cuối cùng không bằng không thì các em đi ngang được chưa Đấy, bằng không thì bỏ đi nhé còn không bằng không thì kem thêm một mũi tên đi ngang cuối cùng thì lúc này cái f lớn này nó sẽ bằng này để nha sin nhân này mũi này được chưa kéo đây là trừ cốt x nhân em với đúng không các em chỉ học nguyên là chỉ học mối cột cơ bản thôi đúng không? nhưng mối cột nâng cao ít bạn ít người dạy các em lắm khi mà các em hiểu bản chất rồi thì cái này là chính là mối cột nâng cao thôi còn nhiều câu nó nâng cao hơn một chút xíu nữa cơ thì mình sẽ có nhiều ví dụ hơn trong lớp chuyên đề thì mình sẽ học kỹ nhiều câu nó còn khó hơn câu này nữa cơ nha cái đi ngang ấy thì nó sẽ là cái đó, dấu nguyên hàm nhá tính ngang sẽ là sẽ nguyên hàm này em đưa dấu trừ ra ngoài luôn đi là trừ đi nguyên hàm của sinx này nhân với em x đấy được chưa bình thường nó là nguyên hàm của trừ sin nhân em x đúng không đưa dấu ra ngoài luôn nhé cái này em biết nó bằng cái gì không đó cái dạng này này thì chính là f f lớn và trừ f lớn các em chuyển sang bên này này chữ F lớn đúng không? Chuyển cái này nó thành hai lần F lớn. Bằng sin x trừ cos x nhân em x. Đúng không? Cái tích phân này căn thay luôn bằng F lớn đi. Đó, thế đặc điểm của cái thằng này là gì nhỉ? Cái tích phân cuối cùng này này, sau khi từng phần không cần tính mà thay luôn bằng F lớn. Nó nó có quan hệ với cái này, cái tích phân ban đầu, đúng cái này ban đầu. Được chưa? Trừ F chuyển thành hai, f chưa Và cái này thì đặt em mũi ra ngoài nữa thôi Và đến đây có kết quả luôn chưa Kết quả luôn còn gì nữa à thì các bạn sẽ có được luôn đấy nhở Có được luôn đấy F lớn này Nó sẽ là bằng gì các bạn nhỉ Nó sẽ là bằng em x trên 2 Nhân với sin x trừ cốt này Đỉnh cấp thì cộng thêm C ở nữa cho nó chuẩn Được chưa Nhá Em mỗi trên 2 này nhân với sin trừ cốt cộng c mà chọn b nha các bạn nhé. cùng chín b ok chưa các em để cái dạng này nó là múa cột không hoàn toàn nha các bạn nhé đặc điểm của nó là đang hàm ba lần thôi hàm ba lần được chưa thường lượng giác thì để bên u cái dạng mà chứa cả mũ cả cả lượng giác thì để lượng giác bên u nhé tương tự thì câu 50 thôi các em làm nốt cho thầy nhé câu này nó gần giống câu 49 chín mà hiện tay thì phóng nốt cho các em câu cuối nó sẽ ra được là u với dv này cốt hết thì để bên u nhé em mới chỉ để bên dv đi được chưa đấy thì cái dạng này thì nó cũng có cái đó. quy tắc chung của nó đó là kem ngồi kem đạo hàm đến 10 đời nó không về không được đâu đúng không nó cứ luẩn quẩn giữa cốt xin xin cốt đấy thì cái nguyên tắc của nó là đạo hàm ba lần thôi đạo hàm của cốt thì nó sẽ về được cái gì các nhỉ nó về được là xin đấy nhé đang có xin ra cốt đúng không đây là hai nữa hai xin đúng không à đâu trừ hai nhỉ đang có xin ra cốt nào cốt ra trừ xin nhé nên là phải trừ hai xin đấy đúng rồi đấy vậy thì đang hàm lần nữa này thì nó sẽ hàng trừ đi bốn cốt đấy đúng chưa ba lần rồi thì em ít lấy nguyên hàm hai lần thôi bằng chính nó Chuẩn chưa? cố cố hai lần nha. ta tất xin này. Nhớ đã hàng của hai nữa. Của ít nữa. Đã chuẩn nha. <laughs> Giờ phải đan dấu này. Dương âm dương. Và đi chéo này. Đi chéo này thì cuối cùng đi ngang. Được chưa? Đấy đặc điểm của dạng này thì nó sẽ không thể nào mà đã hàng về không được. Nên cái cuối đi ngang. Đó. Thì các em sẽ có được ép lớn x này. nó là nguyên hàm của em x nhân cô đấy nhé Được chưa? thì ép đồ x lúc này này, theo mối cột nó bảo là bằng cos hết nhân em x này. Được chưa? Đi chéo thì không không có nguyên hàm đâu nhé. Đi ngang mới có nguyên hàm. Từ trừ trừ là cộng nhé. Cộng với hai lần sin x này. Nhân với lại em x này. Được Cộng với trừ thì vẫn là trừ thôi thì nó sẽ là trừ đi nhỉ đưa hẳn ra bốn ra ngoài cái tích phân luôn đi trừ đi bốn lần nguyên hàm của cốt hết nhân em mũi nhé đúng không đáng lẽ là nguyên hàm của trừ bốn cốt hết nhân em mũi đúng không thì đưa bốn ra ngoài luôn nhé và cái này cái này thay vào nó sẽ là bằng em lớn là gì nào nguyên hàm của cốt hết nhân em mũi này em lớn đúng không và cái đống này nó chính là trừ đi bốn f thì f chuyển bên này nó sẽ là 5 f đúng không 5 f này thì cái này nó còn lại là gì các bạn nhỉ em biết đặt ra ngoài thôi còn lại là cốt hai này cộng với hai sin x nhé cái này biết này và cuối cùng các em có f lớn thì chia 5 cho với hai vế là xong thôi và đừng quên cộng c đây nữa nhé cộng c cho nó chuẩn được chưa thực ra thì các em tính toán xong thì cộng c vào cho nó đẹp nha thì nó sẽ ra được là gì nhỉ? Nhân 1/5 ở đây này. Thì nó sẽ ra được là 2/5 sinx đúng không? Cộng với 1/5 cosx. Được chưa? Nhân với lại gì nhỉ? ewx này cộng c thôi. Nha. Ở 50 em chọn d nhé. Đó. Chia 5 cho hai vế đi. Và kết quả cuối cùng cộng thêm c vào. Đó, đúng như nguyên hàm. Nhá đó thì đấy chính là một số cái thao tác uh, quyết hàm từng phần và bố cột từ cơ bản đến uh, trung bình còn nhiều cái dạng mà nó nâng cao hơn thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn trong lớp chuyên đề nhé mình sẽ gặp nhiều cái câu nó khó hơn phần này nữa nhé được chưa uhm. đấy thì chúng ta sẽ có thể là ôn tập chuyên sâu cách học thì chúng ta đã dạy với nhau rồi được chưa lớp thầy thì không cần phải quảng cáo nhiều đâu chúng ta cứ lên trên lớp kèm học thử từ đấy giờ để các bạn sẽ hiểu cách dạy thầy dạy bao năm nay rồi đúng không? đó giờ thì cứ luyện đề cày đề tuần 2 đến 3 đề trong lớp được chưa? có đề 8 điểm riêng, đề 9 điểm riêng, yếu lý thuyết phần nào thì xem hết phần đấy từ tự luận đến bấm máy các em học hết nhá. trong lớp thì chúng ta đã được học tự luận riêng như thầy vừa mới làm này đấy có thấy không? cái buổi bấm máy thầy cũng dạy riêng các em luôn để chúng ta có được nhiều cái cách làm nó tốt nhất. mũ loga thì các em học bên này. đấy được chưa? ok nhé. đó thì chúng ta sẽ có được đầy đủ tất cả các dạng Giờ thì chỉ có luyện đề cày đề nhiều thôi nhiều lý thuyết phần nào thì bổ sung phần đấy để nó tiến bộ nhanh hơn tập này mà các em chưa luyện đề thì các bạn bị đối thủ cho hít khói xa đấy Nha để chưa Lớp thầy dạy cũng lâu năm rồi Nên là các em cứ học thử thôi Thấy hiệu quả thì ok Nha Được chưa đặc điểm thì các Bạn cứ học xong nếu mà Riêng lớp của thầy các bạn học tầm 2-3 buổi không hiểu Thầy hoàn học phí cho các bạn luôn Bạn cứ học cho nó thoải mái nha xem quá vì cũng không phải là uh, thầy có thể dạy tất cả các em đều hiểu được nếu thế thì không không có giáo viên nào đâu không có giáo viên nào có thể dạy tất cả các em đều hiểu được để phù hợp với một cái đối tượng nhất định đó thì các bạn thấy nếu mà hiểu hiểu ba học trong lớp ok thì chúng ta đăng ký học và đăng ký học sau 3 buổi nếu mà các em cảm thấy lớp nó không phù hợp với cái năng lực của các em thì chúng ta được hoàn học phí luôn cho nó thoải mái nhé ok chưa ở lớp duy nhất hoàn học phí cho các em đấy nên là các bạn cứ đăng ký thoải mái mà học nha thôi uh, hướng dẫn thế thôi hôm nay thì cũng muộn rồi uh, giới thiệu cũng đủ nhiều rồi ngày mai thì các em lên trên cái kênh đỏ đỏ này chúng ta lấy cái đề với xem video sau nha Giờ thì nghỉ thôi các em ơi nghỉ thôi nha ăn tết thôi các em bye bye các bạn chúc các em tập tốt nha bye bye em. tất cả mọi thứ thì các em cứ lên trên web các em mò thôi nha web tên web thì để ở đầu kênh cho các bạn rồi nhá thì em ơi bye bye các bạn nhé Ok, chúc các em ăn Tết vui vẻ.